quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề ngăn chặn dự phòng phát hiện sớm ung thư. Chương trình do báo điện tử Sức khỏe đời sống thực hiện, được phát trên trang sứckhoedờisống.vn, trên kênh YouTube và fanpage của báo Sức khỏe và Đời sống, cùng với sự đồng hành của nhãn hàng An Can. Thưa quý vị, theo thống kê, mỗi năm nước ta có tới 94.000 trường hợp tử vong vì căn bệnh ung thư và cùng với đó là có tới 150.000 người mắc mới căn bệnh này. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới thì Việt Nam hiện đang nằm trong số các nước có số người mắc bệnh ung thư ngày một gia tăng. Theo những cái số liệu như sau mà chúng tôi đã nắm được, 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 ca năm 2010 và dự kiến sẽ vượt 190.000 ca vào năm 2020. Bệnh gặp ở mọi tầng lớp xã hội, lứa tuổi, mọi khu vực địa lý và ngành nghề khác nhau. Với tình trạng đó thì WHO đã xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư thế giới. Top 1 gồm 50 nước có tỷ lệ ung thư cao nhất. Về vị trí thì Việt Nam xếp thứ 78 trong 172 quốc gia và vùng lãnh thổ khảo sát với tỷ lệ tử vong vì ung thư là 110 trên 100.000 người. Trong đó thì các nhóm như là ung thư phổi, dạ dày, gan và đại trực tràng là những loại ung thư phổ biến ở nam giới Việt. Trong khi với nữ giới thì thường mắc các bệnh như là ung thư vú, dạ dày và phổi. Tự ung thư là căn bệnh nguy hiểm nhưng có tới 50% các căn bệnh ung thư nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì bệnh nhân có thể khỏi được nếu chúng ta điều trị đúng cách. Và cùng với mục đích đó thì ngày hôm nay báo điện tử Sức khỏe đời sống thực hiện chương trình này để giúp chúng ta có được một cái nhìn tổng quát hơn về căn bệnh ung thư cùng với quá trình điều trị và làm thế nào để vượt qua ung thư một cách dễ dàng nhất. Và chúng tôi xin được giới thiệu các vị khách mời có mặt trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, nguyên giám đốc Bệnh viện Ca Trung ương, phó chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Và xin được trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, đầu tiên rất là cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay trong cái chủ đề là ngăn chặn, dự phòng và điều trị ung thư. Và rõ ràng là để tìm một cái giải pháp cho các bệnh nhân ung thư ở Việt Nam thì nó sẽ là một cái câu hỏi rất là dài. Tuy nhiên, đầu tiên thì chúng tôi rất là muốn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức có thể cho các khán giả cũng như là những người thực hiện chương trình này được biết rằng là cái thực trạng của bệnh ung thư tại Việt Nam hiện nay đang như thế nào. Vâng, chúng ta biết là hiện nay ung thư đang là một gánh nặng đối với sức khỏe của cộng đồng. Vì cái tỷ lệ mắc càng ngày càng cao và tỷ lệ tử vong do ung thư cũng càng ngày càng cao. Có lẽ trong từng gia đình, từng cơ quan, từng dòng họ, từng xã, ai cũng thấy, cũng biết có người thân của mình bị ung thư hoặc chết do ung thư. Đó là một thực trạng. Và chúng ta, nếu những con số đã công bố rồi, mỗi năm ở Việt Nam có tối thiểu là khoảng 150.000 người mới mắc ung thư và khoảng 75.000 người chết do ung thư. Đây chỉ là những con số thống kê chưa đầy đủ. Nếu số thực có thể còn cao hơn nữa. Và với cái đà phát triển của xã hội thì đến những năm sau, đến năm 2020 thì như dự báo khoảng 200.000 người mắc hàng năm và khoảng 100.000 người chết do ung thư mỗi năm. Và với cái con số này thì cũng như một cái tổng quát, cái thống kê mà lúc đầu tôi có chia sẻ khi mà đến với chương trình này để trò chuyện cùng với cả các khách mời thì nó đang tăng theo gần như là có những thời điểm nó gần như là gấp đôi, đúng không, so với những năm trước. Thưa giáo sư, theo ông thì có thể dự phòng được căn bệnh ung thư này không? Bởi vì như chúng tôi có tìm hiểu và được biết thì một số loại ung thư có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể phát hiện sớm là mình có nguy cơ hay là có mắc ung thư hay không? Vâng. Trước tiên nói về vấn đề dự phòng thì khoa học đã nghiên cứu và khẳng định có thể dự phòng được nhiều loại ung thư. Tại sao có thể dự phòng được? Vì người ta thấy rằng là sinh bệnh ung thư nó có nguyên nhân của nó, có tác nhân gây ra bệnh, chứ không phải bỗng dưng thì nó muốn là có hay là không muốn thì không có. Thế những cái tác nhân này thì người ta chia ra làm hai phần lớn. Một là những cái tác nhân từ bên ngoài môi trường sống tác động vào cơ thể con người. Và những nguyên nhân này là chính, là chủ yếu, chiếm đến 80%. Và những cái tác nhân này người ta gọi là những tác nhân có thể thay đổi được. Thì gồm những gì? Thứ nhất là những cái yếu tố về các chất hóa học độc hại tác động vào. Trong đó có thuốc lá là hàng đầu.
rồi đến những chất độc hại thâm nhiễm vào, ô nhiễm vào trong thức ăn, nước uống, thực phẩm. Rồi thứ ba nữa là những cái tia phóng xạ hoặc là ánh sáng mặt trời, tia cực tím trong thiên nhiên. Rồi các siêu vi trùng. Thí dụ siêu vi trùng gây viêm gan B là dẫn đến ung thư gan. Rồi siêu vi trùng viêm gan C hoặc là siêu vi trùng gây bệnh u nhú ở người HPV gây một số ung thư như cổ tử cung hay là ung thư của đường khoang miệng, đường tiêu hóa vân vân. Thế thì nếu chúng ta hạn chế tối đa không tiếp xúc được với những cái yếu tố này thì rõ ràng là phòng bớt được, giảm được cái tỷ lệ ung thư. Còn cái tác nhân thứ hai là tác nhân bên trong hay là nội sinh thì rất ít thôi, nó không dưới 20%. Thì những tác nhân này ta không thể phòng được. Thí dụ tuổi tác, tuổi càng cao thì tỷ lệ ung thư càng cao. Chúng ta không thể phòng bằng cách là tôi đang 70 tuổi tôi rút xuống còn 50 tuổi được. Đấy. Thứ hai là nội tiết. Yếu tố nội tiết tố nam thì nó có một số cái loại ung thư đặc thù, ví dụ ung thư tuyến tiền liệt, vân vân. Nữ thì lại ung thư vú cao. Thế thì và nội tiết tố cao hơn, mạnh hơn thì nó hay có một số loại ung thư. Nội tiết tố thấp hơn thì có một số loại ung thư. Thì cái này nó là cơ địa con người, cũng không dự phòng được. Và thứ ba nữa là gen di chuyển. Có một số loại ung thư, rất ít thôi, khoảng 5%, có liên quan đến cái gen di chuyển. Thì từ đời cha ông, mẹ truyền cho con truyền cho cháu, con vân vân. Hoặc là thế thì cái những cái yếu tố nội sinh này không phòng được. Nhưng nó chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các nguyên nhân sinh ung thư. Còn 80% vẫn là từ bên ngoài, là những cái yếu tố có thể thay đổi được, chứ là chúng ta có thể dự phòng được. Vâng. Vấn đề thứ hai, nói đến phát hiện sớm. Như chúng ta biết rằng là không cứ bệnh ung thư, bệnh nào cũng thế thôi. Nếu phát hiện được sớm mà chữa sớm, hầu như khỏi rất cao. Còn nếu để muộn rồi thì kể cả những bệnh thông thường như là viêm ruột thừa hay viêm phổi mà để muộn, để nặng thì cũng không chữa được và dẫn đến tử vong. Thế thì chúng ta muốn phát hiện sớm, phải có lẽ cái quan trọng nhất là mỗi người chúng ta phải tự lắng nghe cơ thể của mình. Khi có những cái dấu hiệu báo động thì chúng ta phải đến với các cơ sở y tế, nhất là các cơ sở chuyên ngành để sàng lọc, phát hiện sớm, để chẩn đoán và điều trị kịp thời. Thì như chị Kim Thư nói là có thể chữa khỏi được rất nhiều loại ung thư nếu chúng ta phát hiện sớm. Thế phát hiện sớm là gì? Những dấu hiệu báo động là gì? Thí dụ, tự nhiên có những cái vết loét mà chữa mãi, bôi mãi, lâu lành không khỏi thì chúng ta phải nghi ngờ loét hại ở miệng, ở lưỡi hoặc ở bất kỳ bộ phận nào. Có một cái u cục ở đâu đó, ở ngực, ở nách, ở bẹn, có cái hạch hay là ở vú, ở tự nhiên phát hiện có cái u mà thấy nó cứ to dần lên thì chúng ta phải đi khám. Thấy rối loạn tiêu hóa, đi ngoài ra máu hoặc là bí tiểu, bí đái hoặc là rối loạn ậm ạch ở dạ dày, nôn thức, hay là ăn khó tiêu, chúng ta phải cảnh giác đến cái đường ung thư đường tiêu hóa, phải đường tiết niệu. Hoặc thấy rối loạn kinh nguyệt bất thường. Bất thường này là chị em hàng tháng đúng chu kỳ, thế bây giờ nó không đúng cái chu kỳ mà giữa tự nhiên lại thấy có máu, hoặc là trong quan hệ vợ chồng lại có máu, đấy là những bất thường. Hoặc là đã mãn kinh rồi, các bà các chị đã mãn kinh rồi, tự nhiên bây giờ lại thấy chảy máu ở đường sinh dục, như vậy là bất thường, chúng ta phải nghĩ đến. Và nhiều những dấu hiệu khác nữa, thí dụ tự nhiên lại sụt cân nhanh. Sụt cân nhanh tức là trong vòng độ 3 tháng, 6 tháng mà sụt đi đến 10% trọng lượng cơ thể. Từ 50 cân thì còn có mất đi 5 cân, hay là từ 60 cân mất đi 10%, 6 cân. Đấy là sụt cân nhanh. Đúng không? Thì chúng ta phải cảnh giác và phải đi đến các cơ sở y tế. Tự nhiên lại thấy ù tai một bên, hay là lác mắt, hay nhìn đôi, hay nói ngọng, hay là nuốt nghẹn. Đấy là những dấu hiệu của ung thư đường hô hấp tiêu hóa trên, ví dụ như vòng họng hay thực quản, vân vân, thì phải đến các cơ sở y tế để sàng lọc phát hiện sớm. Vâng, vậy là cũng có khá là nhiều những cái biểu hiện để chúng ta có thể lo lắng, bắt đầu lo lắng về nó. Vâng, xin cảm ơn những cái tổng kết của giáo sư về căn bệnh ung thư, và cũng ở rất là nhiều những cái căn bệnh ung thư khác nhau để khán giả cũng như là mọi người đều có một cái nhìn sơ lược về nó. Thế còn bây giờ đây đến với tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, thì tôi thấy rằng là ông là một chuyên gia trong lĩnh vực y học cổ truyền, mà hiện nay thì người dân chúng ta có một cái quan niệm thế này: khi mà nhận được cái xét nghiệm thông báo rằng là mình bị ung thư, rất nhiều người có một cái suy nghĩ rằng ung thư nó chính là một cái dấu chấm hết.
và mất hết cái niềm tin, thậm chí là sau một thời gian điều trị với y học hiện đại, thấy rằng là bệnh tình của mình không thuyên giảm, thì mọi người chuyển hướng, tôi thấy rất là nhiều người đã chuyển hướng sang tìm về với cây cỏ tự nhiên, và họ nghĩ rằng là đấy là một cái cách để mà có thể cải thiện tình trạng bệnh của mình, thậm chí là có thể có cơ hội cứu họ thoát khỏi căn bệnh ung thư đấy. Từ góc độ của một chuyên gia thì ông, cái suy nghĩ của ông cũng như là những cái chia sẻ của ông về cách điều trị ung thư bằng các phương pháp tự nhiên thì nó có hiệu quả thực sự là đến đâu ạ? Vâng ạ. Trong y học cổ truyền thì xưa nay từ cổ cho đến giờ vẫn có một cái quan điểm về bệnh ung thư, nó thuộc trong một tứ chứng nan y của y học cổ truyền, đó là phong lao cổ lại. Phong đó là do cái bệnh lý về cùi, tức là phải bị hụt. Đã hiện nay cũng đã giải quyết một cách cơ bản, y học hiện đại hiện nay gần như là giải quyết xong cái việc này. Đặc biệt ở đất nước ta rất là mừng là phải là thanh toán được bệnh phong, đó là một việc rất là quan trọng. Thứ hai, bệnh lao, cho đến giờ phút này học thế giới cũng đã khống chế được bệnh lao, kiểm soát bệnh lao rất là tốt. Cổ là do cái vấn đề với những cái vấn đề về cổ trướng, những cái bệnh lý về gan gây ra vấn đề cổ trướng, thì cho đến cái vút phun này là rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh này, nhưng mà từng bước phần y học hiện đại cũng đã làm rất là tốt. Về hiện nay là lại là vấn đề ung thư, thì chỗ ung thư y học cổ truyền cũng đề xuất là một chứng và chứng nan y, và từ xưa đến giờ cũng có nhiều rất nhiều phương pháp để điều trị bệnh lý này. Tuy nhiên cho đến giờ phút này phải nói rằng là để đơn thuần y học cổ truyền để chữa bệnh ung thư, tôi nghĩ quan điểm như thế nó cũng thiếu một cái sự mà kết hợp, mà thiếu một cái sự tích cực trong cơ thể. Vì bản chất cái bệnh ung thư hiện nay thế giới cũng đã khẳng định rằng đến rất là rõ, có các phương pháp điều trị tương đối rõ ràng. Khi anh được chẩn đoán, khi chẩn đoán bệnh nhân ung thư thì tùy theo vị trí ung thư, tùy theo giai đoạn ung thư mà các thầy thuốc sẽ đưa ra những phương pháp lựa chọn, đó là lựa chọn bằng phẫu thuật, hay lựa chọn bằng hóa chất, hay là lựa chọn bằng tia xạ, hay lựa chọn bằng nâng cao miễn dịch. Khi đã lựa chọn những phương pháp điều trị đấy rồi nhưng người bệnh vẫn thấy chưa hài lòng, thì vẫn trong cái giai đoạn của y học hiện đại đã được khẳng định thì nên có thể kết hợp y học cổ truyền, hoặc là khi song song với nó kết hợp y học cổ truyền để điều trị. Hiện nay chúng tôi có rất nhiều bằng chứng để nói rằng nhiều bệnh nhân ung thư sau điều trị theo y học hiện đại thì đã kết hợp y học cổ truyền và người ta có thể sống trên 15 năm và có người ta rất là khỏe mạnh. Phải nói và kể ngay cái đăng thời gian điều trị bằng y học hiện đại thì nếu kết hợp y học cổ truyền thì bao giờ người bệnh sức khỏe tốt hơn, tinh thần và tốt hơn, thẳng năng miễn dịch cơ thể tốt hơn và có thể góp sức cho cái những tác dụng phụ của y học hiện đại. Ví dụ như khi mà dùng hóa chất thì bao giờ có rất nhiều tác dụng phụ và y học và hiện đại, hoặc là ngay dùng tia xạ cũng có rất nhiều cái tác dụng phụ như chảy máu, mà chúng tôi dùng y học cổ truyền ngay khi bệnh nhân đang chảy máu đấy, thì sau khi xạ trị nó có thể có tác dụng phụ lại chảy máu, thì dùng y học cổ truyền cũng rất là tốt. Và tôi khuyên đó là nếu một người bị bệnh ung thư thì cũng đừng nghĩ rằng đây gọi là vô phương cứu chữa, mà hãy tin vào thầy thuốc y học hiện đại kết hợp với các thầy thuốc y học cổ truyền để mà có một lựa chọn điều trị tốt nhất cho mình. Đó là cái cách tốt nhất. Cụ thể từ góc nhìn của giáo sư Nguyễn Bá Đức thì cái sự kết hợp đấy nó nên dừng ở cái mức độ như thế nào thì đôi bên cùng có thể phát huy được những cái thế mạnh của mình. Như tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh đã nói đấy, cho đến nay cái vai trò của y học thì người thầy thuốc phải nắm chắc cái vũ khí, cái khả năng của từng phương pháp và phối hợp nhiều phương pháp lại để nâng cao được cái kết quả cao nhất. Chúng ta chữa người bệnh chứ không phải chữa cái con bệnh, cái gái bệnh ấy, phải không ạ? Thế thì người bệnh nó là đòi hỏi tổng hợp nhiều yếu tố. Như tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh nói đấy, y học cổ truyền hiện nay thì cũng đã khẳng định là chưa thể chữa được bệnh ung thư. Mà ung thư đã được cả cái nền khoa học của cả thế giới đã nghiên cứu và phát minh ra rất nhiều phương pháp chữa hiệu quả, tùy thuộc vào từng giai đoạn mà áp dụng phương pháp nào. Giai đoạn sớm phải phẫu thuật, muộn hơn một chút nữa thì có thể phối hợp thêm các cái phương pháp khác. Thí dụ ngoài phẫu thuật còn xạ trị, hóa trị, tức là dùng thuốc. Và đặc biệt càng muộn thì phải phối hợp nhiều phương pháp, mà thậm chí khi mà đã không còn mổ được nữa thì chủ yếu lúc đó lại là vai trò của xạ trị với hóa trị. Nhưng dù ở giai đoạn nào thì cái việc phối hợp điều trị, ngoài cái việc là chữa cái con bệnh, phải đảm bảo nâng cao sức khỏe người bệnh, hỗ trợ cho các cái phương pháp chính thống thì có nhiều phương pháp điều trị hỗ trợ. Thế thì y học cổ truyền có thể hỗ trợ vào tất cả các phương pháp. Vì ngoài cái việc chữa bệnh thì phải làm sao không bị người bệnh nặng nề quá với các cái phương pháp, thí dụ phẫu thuật
gây đau đớn, gây nhiều cái tác dụng phụ. Y học cổ truyền có thể hỗ trợ rất nhiều, có thể giảm đau, có thể an thần, có thể chống viêm, có thể là giải quyết các cái triệu chứng khác. Hay là xạ trị cũng có rất nhiều những cái tác dụng phụ, hóa trị có rất nhiều tác dụng phụ, thì y học cổ truyền có thể phối hợp và làm giảm các tác dụng phụ. Ngoài ra lại nâng đỡ cái sức đề kháng, tăng cường cái sức miễn dịch thì có thể làm giảm đi cái những cái tác dụng xấu của bệnh và làm cho người bệnh có thể tăng cái tỷ lệ khỏi bệnh và cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Vâng, chắc chắn rồi. Ngoài cái sự kết hợp của cả yếu tố y học hiện đại và y học cổ truyền thì tôi nghĩ rằng những cái điều mà chúng ta đang nói hàng ngày, những cái điều mà chúng ta không thể tránh được hàng ngày đó chính là việc bổ sung những cái chất như thế nào vào trong cơ thể mình qua nhiều con đường, qua đường ăn uống rồi qua đường tập luyện. Ở đây chúng ta có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, một chuyên gia về dinh dưỡng, một trong những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu. Thì bà có thể chia sẻ cho khán giả được biết rằng là chúng ta nên có một cái chế độ ăn uống thế nào để có thể phòng ngừa tối đa được căn bệnh này? Vâng, như chúng ta đã biết thì rất nhiều tài liệu trên thế giới cũng đã khẳng định rằng dinh dưỡng có thể đóng góp dự phòng đến 35% nguyên nhân của ung thư. Thế thì chế độ dinh dưỡng chúng ta chú ý những cái điểm gì? Trước hết đó là chúng ta ăn một cái chế độ gọi là lành mạnh. Thế lành mạnh ở đây thì đảm bảo là phải cân bằng giữa các cái nhóm thực phẩm, rồi nhóm chất bột đường, chất đạm, chất béo, rồi phải chế độ ăn ở đây đặc biệt phải rất giàu các vitamin, khoáng chất và các cái chất gọi chúng ta gọi là chất chống oxy hóa mà có chất rất nhiều trong các cái rau rồi cây cỏ Việt Nam, đặc biệt những cái rau thơm, rau gia vị Việt Nam thì cũng là những cái thực phẩm mà rất giàu các chất chống oxy hóa. Cho nên Viện Dinh dưỡng chúng tôi đã khuyên người dân là chúng ta ăn mỗi ngày 15-20 loại thực phẩm khác nhau để mục đích là chúng ta đủ chất dinh dưỡng hơn, tức là chúng ta ăn đa dạng thực phẩm thì cơ thể sẽ đủ chất dinh dưỡng hơn và các cái tế bào của cơ thể sẽ khỏe mạnh và cũng ít có cái nguyên nhân, ít có các cái dẫn đến những cái sự mà đột biến tế bào để mà gây ra ung thư. Thế thì trong dinh dưỡng chúng ta cũng đặc biệt phải chú ý là chọn những thực phẩm mà sạch, đúng không ạ? Chúng ta phải tránh những cái thực phẩm mà chúng ta biết rằng có những cái hóa chất, những cái phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong thực phẩm mà lại bị có trong thực phẩm thì đấy cũng là một nguyên nhân mà gây già hóa tế bào để nguyên nhân gây ung thư. Hoặc là trong những cái nấm mốc, ví dụ trên trong những cái ngũ cốc, trong lạc ngô của Việt Nam cũng có những cái nấm mốc có thể gây ra những cái chất độc mà gây đột biến tế bào gây ung thư. Thế thì chế độ ăn lành mạnh là quan trọng. Thế ngoài ra thì tôi nghĩ rằng với những người chúng ta chú trọng đến dự phòng ung thư, chúng ta cũng có thể bổ sung các cái sản phẩm mà giúp nâng cao sức khỏe và dự phòng ung thư. Đấy là những cái sản phẩm mà giàu các chất chống oxy hóa thì chúng tôi cũng thấy cũng rất là tốt. Vâng, có nghĩa là mỗi chúng ta đều đầu tiên phải là bác sĩ của chính mình đã, đúng không ạ? Lựa chọn những cái loại thực phẩm, những cái loại chất bổ sung sao cho hợp lý với cơ thể nhất. Quay trở lại với Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh thì tôi thấy rằng là nếu mà nói về cái quá trình điều trị ung thư bằng y học cổ truyền thì người bệnh thường là mắc phải khá là nhiều những cái sai lầm. Và những cái sai lầm đấy cụ thể là gì trong cái quá trình thăm khám, theo dõi bệnh nhân? Ông có thể tổng lược cho tất cả khán giả cũng như là những người đang thực hiện chương trình này rõ không ạ? Cái sai lầm mà của người bệnh khi mà bị được chẩn đoán ung thư mà sử dụng y học cổ truyền, có lẽ sai lầm thứ nhất tôi nghĩ rằng là họ đơn thuần sử dụng y học cổ truyền, sai lầm thứ nhất đó là sai lầm thứ nhất. Sai lầm thứ hai là họ lại sử dụng y học cổ truyền bằng những thầy thuốc không chính thống về y học cổ truyền, đó là sai lầm thứ hai. Hoặc là các cái thầy thuốc hoặc là các cơ sở y tế mà nó không có truyền thống, không có kinh nghiệm gì về y học cổ truyền mà anh đi làm cái việc về y học cổ truyền, đấy là phải nói là cái sai lầm thứ hai. Sai lầm thứ ba nữa đó là họ lại thường là họ không kết hợp y học cổ truyền ngay từ đầu mà là họ từ giai đoạn cuối đi loang quang hết tất cả các phương pháp rồi, khi nó kiệt quệ về tài chính, kiệt quệ về sức khỏe rồi lúc ấy họ mới đến y học cổ truyền, thì tất cả những sai lầm đó là tạo nên một cái phải nói chất lãng phí về sức khỏe của họ, tiền bạc của họ và thời gian của họ. Do đó để lời khuyên đối với họ là khi có một cái được chẩn đoán bệnh bị bệnh ung thư thì nên kết hợp với các bác sĩ y học hiện đại để chẩn đoán chính xác là bệnh ung thư của mình. Và các bác sĩ khuyên kết hợp với các phương pháp y học hiện đại thì có thể đến các cơ sở y học cổ truyền để mà sử dụng thêm các phương pháp y học cổ truyền ngay từ khi được kết hợp, thì ngay từ đầu được chẩn đoán, thì tôi nghĩ đó là cái mà đem lại hiệu quả nhất cho người bệnh. Tôi nhớ là có một lần mà tôi đọc một cái bài báo ở trên mạng, tôi không nhớ là từ một cái trang chính thức nào, và có lẽ là những cái sai lầm của người trị bệnh ung thư nó cũng bắt nguồn từ những cái nguồn thông tin nó trái chiều như vậy. Ví dụ như là họ bảo rằng là bị ung thư thì chúng ta không nên ăn thịt bò, thịt đỏ, bởi vì nó sẽ nuôi những cái tế bào đấy nó phát triển nhiều hơn.
rồi rất là nhiều những cái loại thực phẩm khác nữa. Và từ đó thì có một số lượng những bệnh nhân bị ung thư cho rằng là nhịn ăn thì có nghĩa là cũng sẽ đồng thời làm cho tế bào ung thư chết đi. Quay trở lại với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm thì xin hỏi bà rằng là liệu cái việc nhịn ăn này nó có hiệu quả như vậy hay không, hay nó sẽ còn làm cho cái căn bệnh này nó thêm trầm trọng? Thực ra cái quan điểm một số người mà lại quan điểm là nhịn ăn để mà điều trị ung thư thực ra là rất là sai. Bởi vì chúng ta biết rằng khi một người bị ung thư mà đã có thể sau phẫu thuật rồi đang điều trị hóa chất lại nhịn ăn nữa thì cơ thể suy sụp rất là nhanh. Và chúng ta biết rằng người ung thư thì cái khối u nó cũng sẽ có những cái chất mà tiết ra làm cho cơ thể hơi sốt rồi làm cho cơ thể sụt cân. Thế thì thực ra chế độ ăn của người bị ung thư đây là một chế độ ăn bồi dưỡng mà chúng ta thấy rằng cũng phải đảm bảo năng lượng rồi chất đạm mà cao hơn so với người bình thường, cũng như là các vitamin, khoáng chất rồi chất chống oxy hóa là phải nhiều hơn so với người bình thường. Thế thì tôi nghĩ rằng mọi người có thể lẫn ở đây giữa cái chế độ ăn của ung thư với cái liệu pháp điều trị mà người ta làm cho giảm cung cấp cái mạch máu đến nuôi ung thư để cho tế bào ung thư gọi là không phát triển được, gọi là giống như nghiệm pháp mà nút mạch trong y tế đấy, trong y khoa đấy, để mà giảm nuôi dưỡng cái khối u. Thì đấy là cái gọi là làm cho khối u thiếu chất dinh dưỡng để không phát triển được, thì đấy vấn đề khác với chế độ ăn điều trị ung thư. Mà chế độ ăn điều trị ung thư chúng ta phải khẳng định đây là một chế độ ăn bồi dưỡng, còn phải ăn tốt hơn so với người bình thường ạ. Từ góc nhìn khoa học thì giáo sư Nguyễn Bá Đức có cho rằng là cái việc nhịn ăn để bỏ đói tế bào ung thư này nó có một cái cơ sở gì không ạ? Như phó giáo sư Lâm nói đấy, có lẽ là dân gian chúng ta có một cái, thứ nhất là cái nhầm lẫn cho rằng là nhịn cái gì mẹ cũng chết phải không ạ? Nhịn nó đi thì. Thứ hai nữa là từ một cái suy nghĩ quá đơn giản, cứ hiểu là nhịn ăn thì cái tế bào nó sẽ chết đi, mà về mặt khoa học thì hoàn toàn không đúng. Vì tế bào ung thư nếu ví nó như là cái cây tầm gửi sống trên một cái cây khác, thân cây, dạ. Thân cây khác. Dạ. Thì cái cây tầm gửi thậm chí là cái thân cây chính ấy chết rồi mà cái tầm gửi chưa chết. Thế cho nên nếu mà để nhịn ăn để chữa ung thư thì không, người chết trước và ung thư vẫn còn. Đấy là về khoa học. Cho nên là nhiều khi thông tin trên mạng hoặc là cứ chuyển miệng nhau từ đâu đó một cái tờ rơi hoặc một cái gì đó đúng không? Thế họ suy nghĩ rất nhiều cái suy diễn ra. Nào là chỉ uống nước lã thôi này, nào là chỉ ăn gạo lứt muối vừng thôi này, nào là không ăn thịt đỏ này, thì hoàn toàn không đúng. Như là phó giáo sư Lâm nói đấy, người bệnh ung thư phải muốn chữa khỏi phải chữa bằng những phương pháp hết sức là quyết liệt, trong đó phẫu thuật, xạ trị, hóa trị đều là những phương pháp rất nặng nề đối với cơ thể. Mà nếu không có dinh dưỡng thì sẽ rất nguy hiểm, không thể thực hiện được các phương pháp điều trị kia, và người sẽ suy kiệt đi rất nhanh và chắc chắn là thất bại, và người bệnh dẫn đến tử vong rất nhanh. Vâng. Hiện nay thì chúng ta có rất là nhiều cái phương pháp điều trị ung thư như là giáo sư có nói từ đầu. Tuy nhiên thì một phương pháp mà được các bệnh nhân ung thư đang rất là quan tâm đó là phương pháp ghép tế bào gốc, vì nó mang lại nhiều cái lợi ích cho bệnh nhân. Vậy thì ông có thể chia sẻ về cái phương pháp này cụ thể được không? Phải nói đây là một cái thành tựu trong khoa học cũng rất mới, chỉ trong vòng độ 10 năm trở lại đây thôi. Thì tế bào gốc người ta nghiên cứu thấy là ở một số những cái bộ phận đặc biệt, thí dụ như là trong máu ngoại vi, người ta có thể rất nhiều loại tế bào nhưng mà có thể lọc ra lấy những cái tế bào gốc, gọi là gốc tại vì nó rất là non, nó là cái gốc rễ cơ bản của những tế bào, xong sinh ra các tế bào khác. Hoặc là ở máu cuống rốn, trong quá trình trẻ em khi mà sinh nở đấy, hình thành đấy, thì ở đấy có rất nhiều tế bào gốc, cho nên người ta thu thập tế bào gốc là từ máu cuống rốn. Thế thì nó có hai loại tế bào gốc, một là tế bào tự thân của chúng ta thường lấy ở tủy xương là có nhiều, ở máu ngoại vi. Thế còn tế bào gốc bên ngoài thì có thể lấy của người khác hoặc từ máu cuống rốn. Thế thì trừ cái loại ung thư máu, khi điều trị phải dùng thuốc hóa chất hoặc là phóng xạ diệt hết tất cả các cái tế bào máu bị ung thư đi, thì lúc đó cơ thể rất là nguy hiểm, là mất cái tất cả các loại tế bào miễn dịch ở trong máu, cũng như là các tế bào máu như hồng cầu, bạch cầu. Thì người ta đưa tế bào gốc vào để nó phục hồi, nó lại sản sinh ra tế bào máu. Còn tất cả các loại ung thư khác
thì chúng ta phải hiểu tế bào gốc không chữa được ung thư. Mà tế bào gốc làm cái gì? Sau khi chữa ung thư bằng các phương pháp độc hại như là thuốc hóa chất hoặc phóng xạ thì cơ thể suy sụp, mất cái sức đề kháng. Đưa tế bào gốc vào là để gây dựng lại cái sức đề kháng, gây dựng lại tế bào máu, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và các tế bào miễn dịch. Như vậy, tế bào gốc làm nhiệm vụ xây dựng lại, phục hồi lại cái sức khỏe sau khi đã bị tàn phá, diệt tế bào ung thư bằng các phương pháp khác. Nếu như không chữa ung thư mà chỉ dùng tế bào gốc thôi thì cái ung thư nó còn đó. Như vậy, tế bào gốc khẳng định lại là không để chữa ung thư, mà là để phục hồi sau khi chữa ung thư. Chúng ta hiểu. Xin được cảm ơn phân tích của giáo sư. Vâng, còn bây giờ đến với những câu hỏi các khán giả đã gửi đến chương trình dành cho các chuyên gia. Câu hỏi đầu tiên của bạn Lê Ang Wai. Tôi 49 tuổi, bị u xơ tử cung đoạn eo tái phát 58,61mm, đã bóc u xơ năm 2004. 5 tháng trước, u xơ là 40x46mm, bị song kinh nhập viện nạo nội mạc tử cung, sinh thiết tầng kết quả lành tính. Trong thời gian này thì bác sĩ không kê đơn thuốc, tôi tự mua thuốc uống. 3 tháng sau tái khám, bác sĩ chỉ định nhập viện mổ vì khối u to lên 58x61mm. Cho tôi hỏi, tôi 49 tuổi, còn chu kỳ kinh nguyệt thì có nên mổ hay không? Bướu to như vậy thì có bất thường không? Mong bác sĩ tư vấn giúp. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Đức ạ. Trả lời câu hỏi này. U xơ tử cung là một bệnh lành tính. Thì nó ít ảnh hưởng đến, nếu nó nhỏ thì nó ít ảnh hưởng đến sức khỏe vì nó tiến triển chậm. Nhưng khi mà nó phát triển lớn lên, hoặc là nó ở một số các cái vị trí đặc biệt của cơ thể, rất là nó có thể gây những cái biến chứng nặng và cũng nguy hiểm. Thí dụ như ở trong não nó đã chèn vào thần kinh, ở các bộ phận đường thở nó gây bít tắc đường ăn, đường thở thì cũng gây biến chứng nguy hiểm. Ở tử cung thì nó là cái bộ phận sinh sản, bộ phận sinh dục của phụ nữ, nó có rất nhiều cái gây biến chứng. Thứ nhất là gây rong kinh, gây sảy thai nếu như có thai. Cho nên người thầy thuốc thường khuyên là nếu có u xơ tử cung mà nhỏ, còn nhỏ thì có thể trì hoãn theo dõi, phải không ạ? Thí dụ dưới 2 cm, còn nhưng mà nếu mà nó lâu dài và nó cứ có xu hướng ngày càng lớn, lớn lên nhanh nữa thì nên phẫu thuật. Bất kỳ tuổi nào cũng có thể phẫu thuật được. Và có lẽ là khi mà chúng ta ở cái tuổi mà con cái cũng đầy đủ rồi thì nó cũng dễ quyết định hơn chứ, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn giáo sư. Câu hỏi tiếp theo của khán giả Nguyễn Hoài An ở Sóc Sơn. Hỏi giáo sư Nguyễn Bá Đức là cách đây 6 năm thì tôi bị u xơ tuyến vú. Mặc dù đã cắt, sau đó tôi lại bị. Tôi phải phẫu thuật lần 2 cách đây 3 năm. Và mới đây đi kiểm tra sức khỏe, tôi được chẩn đoán bị u xơ tử cung. Tôi rất lo, hy vọng cũng bị u lành như là tuyến vú vậy. Xin hỏi giáo sư là có cách gì để biết u lành hay u ác? Nếu u lành thì có cách gì để không phải phẫu thuật hay không? Cũng có một số người ta gọi là cơ địa hay bị những cái u xơ. Thế cho nên bạn đặt câu hỏi đấy, có lẽ là cũng thuộc cái dạng như vậy. Mình đã từng bị u xơ vú, thậm chí là bị 2 lần rồi. Bây giờ lại có cái u xơ tử cung. Thì nói chung là những cái u xơ tử cung thì thường là ở phụ nữ có tuổi, thí dụ ngoài 40 tuổi thì hay mắc nhiều hơn, trẻ ít hơn. Thì để xác định đây là u lành u ác thì rất đơn giản thôi. Đến bệnh viện các thầy thuốc sẽ có thể siêu âm, là cũng có sơ bộ khẳng định được. Tôi cần thiết thì chụp cắt lớp. Thế và hình ảnh giữa cái u sơ lành tính với ung thư nó cũng đã tương đối rõ. Và đặc biệt nếu cần thiết thì các thầy thuốc có thể sinh thiết, sinh thiết qua đường tử cung âm đạo thì lấy tế bào có thể khẳng định được đây là ung thư hay không ung thư. Và nói chung nếu là u lành, các bạn phẫu thuật đi cũng lại như là u xơ vú trước đây, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Vâng, xin được cảm ơn câu trả lời của giáo sư. Một khán giả gửi đến câu hỏi tiếp theo như sau ạ. Tôi đang bị nang tuyến giáp kích cỡ là 5,8x3,3mm. Tôi muốn hỏi là bệnh của tôi có nguy cơ thành ung thư tuyến giáp hay không? Và có giải pháp nào giúp tôi điều trị bệnh này triệt để không? Như tôi đã nói, u nang nó có thể ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Từ đầu đến chân, từ ngoài da cho đến các tạng ở bên trong gan, phổi, nách hay là ở tuyến giáp. Vì vậy, nhưng mà nó là u lành thì nó cũng ít nguy hiểm và nó phát triển rất chậm.
của bạn là 5,8, cũng là khá lớn rồi đấy. Vâng. Thế thì đối với u nang, người ta có thể, một là ta dùng cái kim syringe, cái bơm tiêm ấy, người ta chọc và ta hút ra. Trong u nang bao giờ thường nó có dịch, có nước, dịch màu xanh hoặc màu nâu nâu, hút ra nó nhỏ đi. Thế rồi bơm một cái loại chất để nó đốt cái niêm mạc mặt trong của cái u nang ấy bằng iốt đấy. Đấy thì một số trường hợp sau đó thì nó khỏi, kết hợp với băng ép nó lại, thế thì nó dính lại, nó ít xuất tiết. Tại vì nó như là cái quả trứng gà ấy, bên trong nó có một cái màng, thế mà nó cứ tiết nước vào đấy, xong rồi nó càng ngày nó càng to dần ra. Thế nhưng mà đa phần là vẫn cứ phải bóc nó đi thì chắc chắn hơn. Bóc đi cũng rất đơn giản, thậm chí bây giờ mổ nội soi không có sẹo ở cổ gì cả, thì cũng lấy đi rất là nhẹ nhàng thôi. Bạn ấy cứ thiết tha muốn biết rằng là liệu có phương pháp nào mà không phải phẫu thuật hay không. Thì trong trường hợp này, y học cổ truyền liệu có cái cách gì cho bạn ấy không ạ? Thực sự mà nói thì nếu mà giọng sư Đức vừa nói, cái u nang này, trong nang nó có một bộ phận xuất tiết. Mà cái bộ phận xuất tiết đấy là nó chính cái đó, nó sẽ là gây ra, nó tăng từ, gọi là tăng cái thể tích khối u lên, càng ngày càng to lên. Cho nên là về mặt cái y học cổ truyền để mà điều trị cái việc đấy cho đến giờ phút này thì cũng chưa chắc chắn được cái việc để mà anh có thể bảo đảm được 100% rằng không có xuất tiết nữa mà càng ngày càng to nhỏ lại. Cho nên là với một cái lời khuyên thì bạn nên dùng ngoại khoa, các bác sĩ bóc luôn cả cái túi đi cho bạn, khâu lại cho bạn thì nó an toàn hơn rất nhiều. Tất nhiên cái này cũng không, ở vùng tuyến giáp thì cũng không thể là một nơi nào cơ sở y tế phải có kinh nghiệm, chứ không có là bóc cái khối cái u nang này nó là đẻ ra một bệnh khác, cái khác do cái kỹ thuật của anh kém quá, anh gây một cái tổn thương không mong muốn đối với cái tuyến giáp. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ. Câu hỏi tiếp theo từ một bạn rất là trẻ, cháu năm nay 20 tuổi, vào khoảng 3 tháng trước thì cháu có thực hiện ca tiểu phẫu để loại bỏ khối u lành tính trong ngực. Khối u đó xuất hiện vào khoảng 5 năm trước khi cháu thực hiện ca tiểu phẫu, thì khối u không gây đau nhức. Sau khi được xét nghiệm sinh thiết là lành tính, cháu thực hiện ca mổ này. Nhưng bây giờ thì cháu thấy là bên trong ngực được mổ có gì đó lộn cộn, tương tự như là khối u vậy, và nó có thể di chuyển. Bác sĩ cho cháu hỏi là có phải là do bệnh tái phát hay do bị vấn đề gì? Cháu có thể dùng các loại thực phẩm chăm sóc sức khỏe nào để ngăn ngừa phát triển cái biểu hiện này thành ung thư ạ? Vậy là cái câu hỏi này có hai ý ạ. Đầu tiên là sau khi mổ trong ngực lại có một cái gì đó lộn cộn. Xin hỏi giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức rằng là cái biểu hiện đó có đáng ngại hay không ạ? Các thiếu nữ, thanh niên trẻ, có một số bạn có cũng hay mắc cái u xơ tuyến vú. Có bạn thì thường chỉ có một xơ thôi, nhưng có nhiều bạn lại có đa u xơ. Tức là một bên vú sờ có thi 2-3 u, thậm chí lại thấy cả ở hai bên cũng có cả. Thế nó cũng thuộc về cơ địa thôi. Thì đây là u lành thôi. Các thầy thuốc khám thì dễ phân biệt lắm. Và cũng là nếu mà nó nhỏ thì kệ nó không sao cả. Một số trường hợp khi thiếu nữ có u xơ nhỏ như đến lúc xây dựng gia đình cho con bú lớn lên, tự nó lại biến đi, nó mất đi. Thế nhưng mà nhiều trường hợp là nó không tự mất đâu, nó vẫn cứ tồn tại. Thế và muốn giải quyết thì phải phẫu thuật lấy nó đi, bóc nó đi. Trường hợp của bạn nói là sau mổ rồi bây giờ thấy nó lộn cộn thì có hai khả năng. Một là cái sẹo ở bên trong, sau khi lấy ra thì bao giờ, nhất là trong 3 tháng đầu, 6 tháng đầu nó chưa mềm mại ngay đâu. Nó cũng như là tạo một cái sẹo cứng rồi nó cộm lên thôi, ta sờ thấy. Thế thì nếu bạn nghi ngại nên đến chỗ cơ sở thầy thuốc đã phẫu thuật cho bạn ấy, hoặc là các cơ sở y tế ung bướu nào cũng được. Ta khám lại, ta kiểm tra xem đây có phải là u còn sót u không, hay là cái u khác không? Hay là nó chỉ là cái sẹo thôi. Cái sẹo thì cứ theo dõi rồi dần dần nó cũng mềm, nó cũng tan đi. Vâng, hy vọng là như vậy. Thế còn về cái ý là chúng ta nên bổ sung những loại thực phẩm nào để mà nó không phát triển nữa và thậm chí là có thể thành ung thư, thì phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm có lời khuyên thế nào? Điều này thực ra thì cũng là khó mà khẳng định chắc chắn được. Chúng ta biết rằng trước hết phải xác định về mặt y học là có còn khối u hay không. Như giáo sư Nguyễn Bá Đức nói thì cũng phải xác định chắc chắn. Nhưng mà bên cạnh đó thì đứng về mặt dinh dưỡng thì tôi khuyên rằng ở đây thì bạn phải thực hiện một cái chế độ ăn lành mạnh. Đương nhiên là chúng ta thấy rằng phải giàu các cái chất chống oxy hóa để mà cái tế bào cơ thể nó trẻ hóa và nó cũng đỡ bị đột biến, đỡ hình thành khối u và
Ở đây ví dụ như chúng tôi thấy rằng như sản phẩm Ancan ở đây thì cũng đã được xây dựng và cũng đã có kinh nghiệm 5 năm bao gồm các cái thực phẩm như là cây thông đỏ, như là từ nghệ cucumin hay là từ xạ đen, rồi hạt hồ tiêu hay là rau má, trà xanh, thì đây là những cái hoạt chất mà rất, những cái thực phẩm mà rất giàu các hoạt chất, nó giúp cho nâng cao miễn dịch của cơ thể, rồi giúp chống oxy hóa tế bào và giúp cho ngăn ngừa sự hình thành cái tế bào ung thư. Thì tôi nghĩ rằng có điều kiện thì bạn nên bổ sung dài dài, thì tôi nghĩ rất là tốt cho sức khỏe. Vâng, xin được cảm ơn phó giáo sư ạ. Câu hỏi tiếp theo của một bạn hỏi như sau: cháu đi khám dạ dày tá tràng ở bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức, kết quả là có khối u dưới niêm mạc hành tá tràng kích thước 1,2 cm, các bác sĩ kết luận là rít dạ dày tá tràng. Cháu sinh thiết tế bào ở Bạch Mai thì kết luận là u lành tính, nhưng bên Việt Đức thì lo ngại khi chọc sinh thiết không vào sâu được trong tế bào. Cháu rất hoang mang, không biết là bác sĩ có thể tư vấn cho cháu là khối u này có nguy hiểm hay không, và có phải là ung thư không, có nên phẫu thuật hay là để theo dõi thêm. Đồng thời cháu bị trào ngược dạ dày thực quản, dùng nhiều loại thuốc mà vẫn chưa khỏi ạ. Xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức ạ. Bạn vừa nói là đã sinh thiết cái u này khi nội soi và có kết quả trả lời là GIST, đúng không? GIST. Đúng rồi. Đấy. Dạ. Thì chữ GIST nó là viết tắt của một cái bệnh nó gọi là u mô đệm đường tiêu hóa. Viết tắt của mấy cái chữ tiếng Anh đấy. Vâng. GIST tức là gastrointestinal stroma tumor. Dạ. Tức là u mô đệm của đường tiêu hóa. Thế thì cái u mô đệm đường tiêu hóa này nó cũng có hai cái khả năng. Một là lành tính, hai là ác tính. Thông thường nó là u của cái u lympho. Thế rồi của các cái tế bào mà nó cơ bân hoặc là cơ trơn của dạ dày nữa. Thế thì phải khẳng định chắc chắn, chỉ có các nhà giải phẫu bệnh mới khẳng định được đây là u lành hay u ác. Thì cái cơ sở tuyến nào nội soi ấy, phải nếu còn nghi ngờ thì nên kiểm tra lại, phải sinh thiết qua nội soi. Qua nội soi có thể sinh thiết lấy được u này, người ta có thể lấy sâu xuống kiểm tra, hoặc nếu không thì phải phẫu thuật để kiểm tra. Tại vì cái này nếu phát hiện được sớm thì điều trị rất tốt, có thể khỏi hẳn. Nhưng nếu để chúng ta cứ chần chừ để mãi một vài năm rồi có khi nó phát triển lên đến lúc nặng quá thì lúc đó lại nguy hiểm. Thì tôi khuyên bạn là nên đến các cơ sở y tế lớn ở Bạch Mai, ở Việt Đức hoặc ở bệnh viện ca để chẩn đoán cho nó chắc chắn xem có phải là u lành hay u ác. Nếu là lành thì đơn giản chỉ lấy nó u riêng cái u đi là gọn là xong rồi. Nhưng nếu là ung thư thì phải phẫu thuật. Nhiều khi phải phẫu thuật cắt bán phần dạ dày, cắt một phần, cắt 3/4, 2/3 hoặc 3/4 hoặc 1/1, và sau đó thì nếu giai đoạn sớm là khỏi hẳn, cũng không có vấn đề gì. Vâng, bạn ấy còn nói là bạn ấy bị trào ngược dạ dày nữa. Thế thì trong trường hợp này thì không biết là y học cổ truyền có hỗ trợ gì được không, vì là cái thể trạng chắc là nó cũng đang có sẵn nhiều vấn đề rồi. Khi về trào ngược dạ dày thì y học cổ truyền thì có thể giúp hỗ trợ để mà xử lý được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu bây giờ mà có một cái sự lựa chọn thì bạn đang ở một cái lựa chọn, đó là một cái khối u dẫn niêm mạc dạ dày, thì bạn cũng đang giao thoa giữa vấn đề khẳng định đó là có phải là ung thư hay là đang giai đoạn bình thường. Thì tôi nghĩ là vấn đề tốt nhất bạn là phải xác định cho nó rõ cái việc này. Việc thứ hai là từ khi xác định xong rồi thì bạn, các thầy thuốc sẽ khuyên bạn cái cách bảo tồn nó hay là cách cắt bỏ nó. Còn vấn đề điều trị để mà xử lý cái vấn đề mà trào ngược dài, tôi nghĩ đây là không phải là ưu tiên một, mà ưu tiên một vẫn là phải khẳng định xem bạn đang bị cái gì. Vâng. Thì là ưu tiên một. Xin cảm ơn giáo sư và tiến sĩ. Bạn độc giả tiếp theo thì muốn hỏi tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh như sau ạ. Thưa bác sĩ, em bị bãn đậu, uống thuốc kê mấy năm rồi nhưng không khỏi. Giờ em muốn chuyển sang uống thuốc đông y được không? Và tình trạng này nếu mà để lâu thì có nguy cơ thành ung thư hay không? Thì vấn đề bả đậu của bạn không biết là bạn định nói điều gì. Ví dụ bạn bị một u bả đậu, bản chất khối u bả đậu nó là một khối lao mà khi được phẫu thuật bỏ ra. Đây là vấn đề, là vấn đề khác. Nếu cái lao ra có cái khối bả đậu là chuyện khác. Cho nên bạn tự nhiên phải xác định là cái khối bả đậu này là đã lao là một cái được lành tính, đã khỏi rồi, mà bây giờ bạn mổ xong nó không lành
thì lại chuyện là điều trị. Nếu bạn đang có một bệnh chẩn đoán một lao da để các bạn các chuyên khoa ngoại về chuyên khoa lao người ta sẽ khẳng định cho bạn đấy, việc nhất. Còn nếu khi chẩn đoán không phải lao da nhưng mà khi có một khối u bở đậu rồi hết gây nên khỏi bệnh lao rồi, nhưng mà khi cái phẫu thuật là áp xe lạnh, áp xe lạnh thường là nó không lành, nó rất là khó lành đấy. Mà áp xe lạnh thường vào để điều trị lao rồi thì bây giờ bạn muốn lành thì kết hợp giữa bạn sau khi phẫu thuật theo y học hiện đại xong rồi, y học cổ truyền thì giúp bạn một việc đó là khỏi ngay mà bạn không thải thận. Y học cổ truyền làm rất tốt người này. Vâng. Gốc vấn đề là bạn xác định ngay cái lao đã được xử lý chưa, vấn đề nó nằm chỗ đấy. Vâng. Xin bổ sung thêm như tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh đã nói đấy, nó cái u bã đậu thì nói bã đậu nó rất nhiều dạng. Vâng. Ngoài cái lao thì trong lao nó có cái tạo ra những cái chất như mủn nó như bã đậu, còn một cái dạng nữa cũng rất hay gặp đó là cái tuyến bã ở dưới da, của trên bề mặt da của chúng ta có hàng triệu, mỗi một cm cũng có hàng nghìn cái tuyến bã mà nó đổ ra nó từ các cái lỗ chân lông ấy. Thế và khi cái tuyến bã mà nó tắc nó không ra được ấy, miệng nó tắc nó phát triển xong nó đổ và càng ngày nó to ra, nó tạo thành những cái bọc như là u bã đậu. U bã đậu này thì nó là lành tính thôi, nó lại tạo thành cái bọc nó giống như u nang, và thường thường nó có cái ngòi nó, nếu nặn ra nó có mùi rất là hôi, rất khó chịu, phải không ạ? Thế thì cũng nó là lành tính thì phải bóc nó đi, chứ dùng thuốc không hết được đâu, không hết được. Nó đơn giản thôi, tại vì thường thường nó hay ở ngoài da, cho nên bóc nó đi cái là như là cái vỏ trứng gà thì nó cũng sạch. Vâng, vậy là vị khán giả đã có lời khuyên từ cả hai chuyên gia rồi. Và chúng tôi sẽ phản hồi lại cho bạn sớm nhất. Câu hỏi tiếp theo muốn hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm như sau ạ. Xin hỏi bác sĩ là bị ung thư thì có cần kiêng ăn đường không? Vì có nghiên cứu mới của Bỉ cho rằng đường nuôi dưỡng khối u. Thực ra thì cái này nó cũng không, cái bạn câu bạn hỏi nó cũng chưa được chính xác. Bởi vì ngay cả chúng ta ăn cơm, ăn khoai, ăn ngô thì vào cơ thể nó cũng chuyển hóa thành đường. Thế còn về chế độ ăn lành mạnh, tức là chúng ta cũng phải hạn chế ăn gọi là các đường hấp thu nhanh, giống như đường kính hay là mật ong rồi đường hoa quả. Tức là hiện nay thì Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là chỉ ăn dưới 5% năng lượng khẩu phần từ những chất đường đơn và đường hấp thu nhanh mà có trong các loại đường rồi bánh kẹo đấy. Thế thì đây là nó một cái định hướng chế độ ăn lành mạnh, thì chúng ta giảm cái tiêu thụ đường thì cũng làm cho cơ thể chúng ta ít nguy cơ thừa cân béo phì, rồi ít nguy cơ làm đường máu cao. Thì chính cái không bị thừa cân béo phì cũng là cái có hiệu quả là giúp ngăn ngừa các cái bệnh như là ung thư cũng như là các bệnh mãn tính như tim mạch và tiểu đường. Vâng, có vẻ như là cái câu hỏi về đường này thì nó cũng chưa chính xác. Vì bạn nếu bản chất thực ra mình ăn glucid, ăn tinh bột nói chung vào nó cũng chuyển hóa thành đường thôi ạ. Vâng. Nó cũng giống như là các cái thông tin khi mà chúng ta tìm hiểu về việc ăn thịt đỏ thì cùng với đó cũng có rất là nhiều các cái loại thực phẩm mà chúng ta không nên bổ sung, đúng không ạ? Mình ai cũng phải hạn chế ăn đường ngọt nhiều ạ. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư. Câu hỏi tiếp theo của một độc giả gửi đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm như sau ạ. Hiện nay ở Việt Nam thì xuất hiện nhiều làng ung thư thuộc các tỉnh như là Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Quan điểm của các chuyên gia thế nào về việc ngày càng xuất hiện những làng ung thư ở Việt Nam? Và nếu là một người dân sinh sống trong làng ung thư đó, thì chúng ta cần làm gì để bảo vệ sức khỏe của mình? Có thể dùng các biện pháp tăng cường miễn dịch hay là thay đổi được cái thói quen lối sống hay không? Các câu hỏi này tôi nghĩ là có lẽ là các chuyên gia cho các ý kiến cá nhân của mình thì hợp lý hơn là chỉ hỏi đúng riêng rồi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, đúng không ạ? Vâng. Giáo sư Đức chắc nghiên cứu nhiều. Vâng, xin mời Giáo sư Đức ạ. Vâng, tôi cho là đây là một vấn đề nhạy cảm và nó mang một cái yếu tố tâm lý xã hội đặc biệt. Nếu mà chúng ta không suy nghĩ đúng ý, thì nhiều khi nó sẽ gây ra những cái hệ lụy rất là không có lợi cho xã hội. Cách đây độ 4 năm thì Bộ Y tế có giao cho Bệnh viện Ca chúng tôi nghiên cứu cái làng ung thư ở Lâm Thao ấy. Cái lúc đó rộ lên một số làng ung thư, về sau thì tỉnh nào cũng có làng ung thư. Thế thì sau khi chúng tôi đi nghiên cứu một cách khoa học, xem tất cả điều tra, xem bệnh án có đúng không này, rồi chữa ở đâu này, ai chẩn đoán này, rồi điều trị như thế nào, đến trạm y tế rồi đến từng khu dân cư để hỏi, thì thấy rằng là cái tỷ lệ mắc ung thư và chết do ung thư ở cái làng ung thư ấy
lại còn thấp hơn ở cái làng khác mà không hề nói là làng ung thư. Đấy. Thế cho nên là, thế nhưng mà cái hậu quả để lại là gì? Con gái ở cái làng ấy là khó lấy chồng, con trai làng ấy không thể lấy vợ được. Tại sao? Tại vì cái làng như vậy là cái hệ lụy của nó rất là nặng nề. Mà chúng ta cứ nói làng ung thư, xong dần dần lên là tỉnh nào cũng có làng ung thư và đang tràn khắp cả nước. Thế như vậy thực ra ấy, ung thư là nó đang phát triển tăng. Tăng ở đây một phần là do cái tỷ lệ người mắc bệnh cũng tăng thật. Cái thứ hai là do phát hiện được nhiều. Trước đây chúng ta bỏ qua chết vì nhiều yếu tố, ta không biết gì cả. Vì đau bụng kinh niên chết rồi già chết không biết. Bây giờ chúng ta có điều kiện y tế phát triển, biết được nguyên cớ của nó là chết do ung thư. Thế tự nhiên là chúng ta thấy lo, nhà nào cũng có người chết ung thư. Bắt đầu mới suy nghĩ là làm. Thế bỗng dưng lại có một cái vị nào đó hăng hái quá, như ở trạm y tế hay ở đâu, tức là xung lên nói là làng chúng tôi là làng ung thư, có thêm vài cái lò gạch, có vài cái ấy gì đó, nghĩ rằng hay là tại đây. Thế làm cho chúng ta rất lo lắng. Và chính những hậu quả là chính về sau, thì chính ở địa phương ấy, khi chúng tôi về thì các đồng chí lãnh đạo bảo thôi, tôi xin các thầy đừng nói tôi làm ung thư nữa. Chúng tôi khổ lắm, con gái không lấy ai lấy cả nữa. Thế thì đấy là một cái hệ lụy. Thực ra chúng ta phải nhìn một cách khoa học là bệnh ung thư đang phát triển rất nhanh ở mọi làng, ở mọi vùng của đất nước. Và càng những nơi nào quan tâm đến, nghiên cứu đến thì thấy nó nhiều. Còn những chỗ khác chẳng qua là chúng ta chưa điều tra, chưa quan tâm nhiều đầy đủ thôi. Thế vì vậy mà cái việc chúng ta phải làm sao hạn chế cái số mắc ung thư như phần đầu chúng tôi nói đấy. Dự phòng, làm tốt công tác dự phòng, làm tốt công tác phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp thì nó sẽ giảm được cái tỷ lệ mắc ung thư. Vâng, cảm ơn giáo sư. Ý kiến của tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh sao ạ? Vâng, tôi thì cũng như giáo sư Đức thôi, là cùng tôi cũng nhận xét là cần phải làm rõ được cái việc mà cái tỷ lệ người mắc, để khi từ làng ung thư như thế nào thì nó phù hợp. Không được dùng từ một cách bừa bãi, vì nó yếu tố xã hội rất là lớn ở trong cái việc này. Chính phủ thì cũng có một cái chiến lược phòng chống bệnh không lây nhiễm, trong đó có phòng chống bệnh ung thư. Đây là sự quan tâm rất lớn của chính phủ và của Bộ Y tế. Cho nên là ở góc độ mà phòng bệnh, ở góc độ phát hiện sớm và ở góc độ điều trị sớm và điều trị hiệu quả, thì cả cái góc độ đấy đều đã được đầu tư rất là tốt. Cho nên là tỷ lệ người phát ung thư để được phát hiện sớm rất là nhiều. Rồi tỷ lệ người bị bệnh mà mất thì cũng được khẳng định về nguyên nhân gì gây đến cái chết của họ, và được khẳng định rất là tốt. Sau đó cho đến giờ phút này, tôi cũng đề nghị là các cơ quan báo chí chúng ta cũng rất là sử dụng cái từ cẩn trọng với cái từ này, thận trọng cái từ. Thậm chí trong làng báo chí tôi nghĩ là không nên có cái từ này. Thậm chí coi như là có một cuộc hội thảo dùng cái từ nào nó phù hợp. Làm như thế thì làm hoang mang cả xã hội, nó không tốt cả góc độ xã hội. Đó tôi nói về phần xã hội. Còn về góc độ chuyên môn thì lúc đầu giáo sư Đức cũng nói vấn đề nhiều cái nguyên nhân gây dẫn đến ung thư. Thì trong đấy có một cái nguyên nhân đó là gì? Đó là cái những gọi là nội tại của cơ thể, sự lão hóa của cơ thể, sự suy giảm miễn dịch của cơ thể, sự lão hóa của cơ thể. Chính cái điều đấy nó sẽ gây ra cái ung thư. Thì cái việc rồi kể cả cái dinh dưỡng và cái sử dụng thuốc không đúng và cũng gây ra những cái vấn đề tác dụng mà gây góp phần làm cho ung thư nó nặng nề. Sau đó là tôi nghĩ rằng là tất cả không ai kiểm soát tốt bằng chính cái người bệnh, mà đã đến lúc chúng ta đừng tùy tiện sử dụng thuốc, đừng tùy tiện chẩn đoán bệnh cho mình, mà hãy có bác sĩ riêng của mình, hãy có bác sĩ để mình tin tưởng, để rồi mình phục vụ cho cái chẩn đoán của mình và cho điều trị của mình và hỗ trợ theo dõi cho mình. Chứ tự ý dùng thuốc, tự dự ý sự điều trị là tôi nghĩ là tất cả cái điều đấy không được kiểm soát, dẫn đến một cái chẩn đoán nó không đúng mực. Cho nên là tôi một lời khuyên của tôi là hãy tìm cho mình những thầy thuốc mà thực sự là mình tin tưởng, thực sự là có chuyên môn, thực sự là có đạo đức, để rồi mà phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe cho họ thì đó là tốt nhất. Xin cảm ơn tiến sĩ. Thế còn từ góc độ dinh dưỡng thì sao ạ? Bà có tự thấy rằng là ở những cái nơi mà đã lỡ bị gọi bằng cái tên là làng ung thư như thế, họ thực sự là có cái chế độ sinh hoạt hay là có một cái môi trường thế nào đó mà nó gây tác động đến sức khỏe người dân không? Vâng, ở đây thì tôi nghĩ đứng về mặt khoa học thì tôi nghĩ rằng những cái khu vực có thể là gần những cái nhà máy sản xuất hóa chất thì đương nhiên về mặt chính sách khi mà xây dựng nhà máy là chúng ta phải tránh không được ở gần khu dân cư, bởi vì có những hóa chất đương nhiên thì chúng ta thấy nếu mà lan tràn ra ngoài không khí thì nó cũng gây ra lão hóa tế bào, cũng làm cho cái tế bào của nó bị già hóa và cũng là một trong những nguyên nhân
mà gây ung thư, đúng không ạ? Thế thì dù bất cứ ở môi trường nào thì tôi cũng khuyên là chế độ ăn ở đây là chúng ta phải đúng là như giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh nói, tức là mình phải bảo vệ mình, tức là bằng một cái chế độ ăn lành mạnh mà giàu các chất chống độ oxy hóa. Thế thì một cách đơn giản, giàu các chất chống oxy hóa ở đây thì bà con là ăn một cái chế độ ăn mà chúng ta biết là cân bằng, nhưng mà chọn những cái rau quả có nhiều, càng nhiều màu sắc thì càng nhiều chất chống oxy hóa. Với rau có màu xanh thẫm, củ quả màu vàng, rồi những quả có màu tím chẳng hạn, thì là giàu chất chống oxy hóa, nó giúp cho cái tế bào của chúng ta được trẻ hóa và không những ngăn ngừa được ung thư mà còn ngăn ngừa được nhiều bệnh khác như là tim mạch hay tiểu đường. Người mà trẻ thì đương nhiên là nguy cơ mắc bệnh nó cũng sẽ ít hơn. Mà tôi nghĩ rằng trong điều kiện có điều kiện thì tôi nghĩ rằng bổ sung các cái thực phẩm mà giúp nâng cao miễn dịch, giúp chống oxy hóa tế bào thì tôi nghĩ là cũng là một trong những cái giải pháp tốt để mà ngăn ngừa ung thư. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư. Câu hỏi tiếp theo từ các độc giả gửi đến cho các chuyên gia như sau ạ. Tôi mới đi xét nghiệm máu và kiểm tra sức khỏe, cơ thể khỏe mạnh, không có các khối u lành hay ác tính nào. Vậy bác sĩ cho tôi biết là nếu chỉ xét nghiệm máu thì có thể phát hiện u bướu hoặc ung thư để phòng ngừa không? Và nếu dùng các vị thuốc nam có thể giúp tăng khả năng miễn dịch và sức đề kháng đều đặn thì có thể ngăn ngừa tỷ lệ mắc ung thư không ạ? Vâng, và bản thân anh thưa trong một tháng trước thì cũng mới đi xét nghiệm một số các loại ung thư và cũng được nghe một số bác sĩ tư vấn là chỉ cần xét nghiệm máu thôi là có thể biết được kết quả rồi. Thực hư là như thế nào thưa tiến sĩ, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức? Vâng. Ung thư nó là một cái bệnh đa hình thái, nó không phải là một bệnh, đến hơn 200 loại ung thư khác nhau, và nó ở tất cả các bộ phận của cơ thể. Thế thì mỗi loại ung thư lại có cách hay là có phương pháp để phát hiện sớm khác nhau. Cho nên là nếu chỉ một cái xét nghiệm máu để phát hiện ra tất cả các loại ung thư là không đúng. Không thể phát hiện xét nghiệm máu để phát hiện ung thư vú hay là ung thư vòm họng hay là ung thư cổ tử cung hay không, không. Có một số ung thư nó có thể có xuất tiết một số những yếu tố vào trong máu, rất ít thôi. Thì khi xét nghiệm máu thấy nó cao hơn bình thường thì chúng ta có thể nghi ngờ thôi chứ chưa chẩn đoán được. Và sau đó chúng ta lại phải dùng những cái phương pháp đặc biệt khác, tinh vi hơn, hiện đại hơn, chính xác hơn để khẳng định lại xem có đúng ung thư không. Thí dụ, ung thư gan nó có một cái chất là alpha photoprotein, tức là alpha FP. Đấy. Thế thì khi nó cao, cao là bao nhiêu? Trên 400 nanogram, trên 1 ml, thì lúc đó người ta phải kết hợp thêm với siêu âm gan, chụp gan, rồi sinh thiết, rồi chứ không thể máu không. Ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, nó có một cái chất nó gọi là PSA. Thế thì khi xét nghiệm máu thấy PSA trên 10, cao hơn bình thường. Thế thì bình thường nó chỉ 4, 5 thôi, trên 10 thì người ta phải nghi ngờ. Tại vì nhiều khi viêm gan thì cái alpha FP nó cũng tăng, hoặc là tuyến tiền liệt mà ở người phì đại lành tính thì cái PSA nó cũng tăng. Thế và nhiều cái bệnh khác nữa. Thế cho nên là nếu nó chỉ xét nghiệm máu để phát hiện ung thư thì không đúng. Còn hầu hết các loại ung thư khác, mỗi một loại ung thư lại có phương pháp khám để phát hiện sớm khác nhau. Thế nhưng mà khi xét nghiệm máu người ta có thể phát hiện ra một số chất chỉ điểm. Đấy, thí như dụ tôi vừa nói alpha FP, thí dụ PSA đối với tuyến tiền liệt, hoặc là cái CEA, CEA trong một số ung thư đại tràng hoặc là ung thư phổi. Thế nhưng nó không đặc hiệu với loại ung thư nào cả. Thế nó cao thì chúng ta lại phải đi tìm xem là dùng những cái phương pháp sâu hơn, chính xác hơn để sàng lọc, để phát hiện ra. Đấy. Thế cho nên chúng ta sử dụng, người thầy thuốc sử dụng cái xét nghiệm máu ấy chỉ trong một số trường hợp đặc biệt thôi, chứ không nghĩ rằng là lấy xét nghiệm máu để tìm các loại ung thư thì khó, không làm được. Cụ thể là với một số những cái bệnh ung thư mà hay gặp ở nam giới hay là nữ giới ạ. Ở nam giới thì là như lúc PSA là tuyến tiền liệt. Vâng. Thí dụ như trên 50 tuổi thì người ta khuyên là có thể phải xét nghiệm PSA định kỳ hàng năm để xem, coi như là một cái test báo động. Nếu nó không có bình thường thì thôi, nhưng mà nếu nó cao lên thì lúc đó lại phải đi siêu âm tuyến tiền liệt, khám rồi chụp xem là có hay không. Rồi nếu có u thì lúc đó lại cần phải sinh thiết tuyến tiền liệt để xem có phải là ung thư hay không. Chứ còn thì xét nghiệm máu bảo ông này bị ung thư thì rất nguy hiểm, đúng không ạ? Thì nhiều khi gây hoang mang. Thế còn ở nữ giới, những cái bệnh hay gặp như là ung thư vú, ung thư cổ tử cung thì chúng ta sẽ có những cái kiểm tra như nào, cụ thể thế nào? Xét nghiệm máu không phát hiện được, không phát hiện được.
vú thì người ta khuyên là gì? Thứ nhất là chị em tự quan tâm đến mình, tự khám từ lúc bình thường, từ lúc ngoài 30 tuổi là hàng tháng nên đi tự kiểm tra ngực mình một lần, vào sau khi mà sạch kinh độ 5-10 ngày nó mềm đi. Thế thì mình phải khám đều đặn như thế thì cái lúc bình thường mình đã có một cái cảm giác quen và nhận định rồi. Đến một cái lần khám bất thường lại thấy có một cái nhân nó nhỏ nhỏ bằng hạt lạc hạt gạo. Chứ còn bây giờ cả đời không bao giờ khám, chúng ta khám nhiều khi thì sẽ không có kinh nghiệm để phân biệt được, phải không ạ? Thế cho nên nhiều chị em thậm chí là lại chồng người yêu phát hiện hộ ung thư vú chứ chả bao giờ mình khám mình cả. Thế là không được, phải không ạ? Thế thì phải khám định kỳ cái lúc bình thường. Đấy. Thế chứ không thể xét nghiệm máu thấy được ung thư vú không. Cổ tử cung thì người ta khuyên nên đi khám phụ khoa định kỳ sau khi đã có gia đình. Thế thì cứ một năm nên đi khám phụ khoa. Các bác sĩ soi chỉ mất độ 10 phút để kiểm tra không có gì thôi. Thế xong nếu có cái gì nghi ngờ lộ tuyến hay là có loạn sản cổ tử cung bằng phương pháp soi cổ tử cung hoặc là quẹt tế bào, ta đưa ra lam kính ta soi tế bào bình thường thôi, không có vấn đề gì hàng năm. Thế thì ở các nước ấy, những cái việc đó người ta gần như là bắt buộc, người ta đã trở thành cái phong trào toàn dân. Thậm chí là ở Mỹ là bảo hiểm y tế chi cho cái việc khám định kỳ, khám phụ khoa hàng năm hay là khám vú hàng năm để phát hiện sớm ung thư vú. Ở chúng ta thì chưa, bảo hiểm của chúng ta, bảo hiểm xã hội hiện nay đang khó khăn quá, mới chi cho chữa bệnh thôi chứ chưa chi cho cái việc sàng lọc phát hiện sớm, phải không ạ? Thế đấy thì nhưng mà nếu có điều kiện nên đi sàng lọc phát hiện sớm. Càng những người có tuổi trên 40 tuổi, chị em hiện nay hình như trên xã hội đang có cái phong trào là trên 40 tuổi nên đi tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung đấy. Thế rồi nam giới thì cứ trên 50 tuổi thì nên đi kiểm tra tuyến tiền liệt. Những người có nguy cơ cao thì nên đi sàng lọc phát hiện sớm ung thư. Thế nào là nguy cơ cao? Thí dụ tôi nghiện thuốc lá là hàng người có nguy cơ cao ung thư phổi. Cái người cứ đau dạ dày mãi ậm ạch không khỏi là người có nguy cơ cao dạ dày. Những người rối loạn đại tràng đi ngoài rối loạn đi, có nhầy, có mũi, có máu, đấy là những người có nguy cơ cao về ung thư đường đại tràng thì nên đi khám nội soi đại tràng. Hoặc là chị em mà rối loạn về kinh nguyệt hoặc là thì nên đi khám phụ khoa, phải không ạ? Đấy là, hoặc là những người mà béo phì, người ta gọi là tăng cân quá mức ấy, cũng là một dạng nguy cơ cao. Đấy, cũng nên đi khám định kỳ, khám kiểm tra phổi có hay không. Những người bị viêm gan mãn tính là nguy cơ cao của ung thư gan thì nên định kỳ đi khám để phát hiện sớm. Thì cái thử máu nó chỉ là một cái yếu tố rất nhỏ thôi. Người ta thầy thuốc sẽ sử dụng nó để kiểm tra tùy trường hợp nào cần thiết. Vâng, và trong câu hỏi xin được cảm ơn giáo sư. Trong câu hỏi này thì có thêm một cái ý nữa là nếu mà chúng ta sử dụng các cái vị thuốc nam để có thể làm tăng khả năng miễn dịch cũng như là hỗ trợ cái sức đề kháng đều đặn thì liệu có cái cơ hội để mà phòng tránh được ung thư nhờ những cái việc sử dụng thuốc nam đều đặn hay không? Vâng ạ. Về vấn đề tôi nói cái vấn đề mà chẩn đoán xét nghiệm như giáo sư Đức vừa nói để chẩn đoán ung thư sớm thì thực tế mà nói hiện nay thì các xét nghiệm miễn dịch nó có một cái điều giá trị rất tốt, đó là có thể là phát hiện ra những cái yếu tố miễn dịch lạ liên quan đến ung thư gan, liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt. Ung thư gan là alpha HP, ung thư tuyến tiền liệt là BRCA, rồi ung thư đại tràng như CA chẳng hạn. Đó là những xét nghiệm miễn dịch mà với cái nồng độ rất là thấp có thể gợi ý cho chúng ta nghĩ đến nó. Còn để xác định nó thì như giáo sư Đức nói, chúng ta cũng phải có rất nhiều phương pháp để điều trị. Đấy. Vậy để có một cơ thể khỏe mạnh thì cái xét nghiệm các cái phản ứng miễn dịch nó là càng nhạy cảm. Cơ thể mà không yếu thì cái phản ứng miễn dịch nó không được là phản ứng sớm. Do đó là cái bản chất của cơ thể có một hệ thống rất là đầy đủ để mà bảo vệ cơ thể mình. Cho nên là sự anh hàng ngày mà có thể dinh dưỡng tốt này, ăn uống thật đầy đủ này, rồi có một cơ sinh hoạt nó rất là cân bằng để cho mọi cái hoạt động cơ thể nó ở lại cân bằng trạng thái không bị stress nào. Thì kết hợp với những thuốc đông y, kết hợp với các thuốc đặc biệt thuốc bổ trong đông y để mà uống. Anh ví dụ như là anh ăn không ngon anh có thể uống thuốc bổ đông y, anh ngủ không ngon anh có thể uống thuốc bổ đông y, rồi anh cảm thấy cái gì không cái gì mà nó hơi phiền đối với cơ thể mình, anh có thể đến thầy thuốc đông y để được tư vấn để sử dụng các cái thứ thuốc bổ trợ cho mình. Thì đấy cái hoạt động các thuốc đấy là góp phần rất quan trọng để tăng lên cái hệ thống miễn dịch của cơ thể và cũng góp phần để phòng chống ung thư.
Còn ngược lại, ví dụ anh cho đến giờ phút này, anh có thể không thể sử dụng một thứ mà mãi mà có thể chóng được. Ví dụ, ngay một cái xứ sâm rất là quý, nhưng nếu mà một người nào ngày nào dùng sâm, thế là không ổn. Ngày nào mà đặc biệt mắng cẩn thận mà dùng liều cao, một ngày mà dùng sâm liều cao hàng tháng vài tháng là bắt đầu đẻ ra chuyện khác rồi, không ổn rồi. Đấy. Do đó là coi như là trong đông y thường người ta ít khi dùng một vị thuốc, mà người ta thường dùng kết hợp rất là nhiều vị thuốc. Tóm lại là cơ thể anh thiếu cái gì, bổ sung cho cái đấy thì gọi là thuốc đông y là thuốc bổ. Đấy, đó là cái đây là cái thu dùng thuốc đông y nó rất cần thiết. Đấy. Do đó là khi anh để dùng thuốc bổ thì bản chất anh giúp đỡ để anh tăng cái hệ thống miễn dịch của cơ thể lên. Còn được là anh không có thể dự. Còn nếu anh phải dùng có một số thuốc mà anh vẫn dùng dài ngày, mà anh xác định đó là thứ thuốc tốt, anh có thể dùng dài ngày. Ví dụ nếu anh dùng sâm cũng được, bây giờ tuổi anh đã cao rồi, anh dùng sâm hàng ngày cũng được, nhưng với liều rất thấp thì nó sẽ rất là có thể hiệu quả. Nhưng là anh dùng liều cao thì nó sẽ ức chế ngay. Đấy. Hoặc là ví dụ thông thường chúng ta dùng ví dụ sâm, rồi ví dụ dùng nghệ hàng ngày, rồi ví dụ dùng đinh lăng hàng ngày, hay là dùng các cái nấm linh chi ngày, thì nếu các bà con mà dùng liều thấp thì đó là liều dùng để đảm bổ cho cơ thể rất là tốt. Tóm lại là cái gì quá cũng không tốt đúng không? Vừa vặn là được rồi. Câu hỏi của độc giả tiếp theo như sau. Năm nay cháu 32 tuổi và cách đây 3 đến 4 năm trên người cháu, đặc biệt ở hai bên sườn, xuất hiện những cục mỡ nằm rải rác dưới da. Một năm trở lại đây cháu thấy nổi nhiều hơn, mật độ dày hơn, lại thêm nhiều nốt ở những chỗ khác. Nhưng ngại và cũng bận nên là cháu chưa đi khám. Bác sĩ cho hỏi đấy có phải là cái u mỡ có thể dễ phát triển thành ung thư không? Và nếu cháu muốn kiểm tra thì cần làm những thủ tục gì? Chi phí khám chữa bệnh hết bao nhiêu ạ? Xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức ạ. Trước tiên bạn phải đến cơ sở y tế để gặp thầy thuốc. Thầy thuốc mới xác định được đây có phải là u mỡ hay không. Vì u ở dưới da nó có rất nhiều. U mỡ thì nó mềm hơn. Nó rất là mềm mà nó cũng đông hơn. Và thường thường nó phát triển rất chậm. Và cũng ít khi nó lại có nhiều rải rác. U mỡ ít khi rải rác, nó chỉ một hai cái có thể là một phần. Còn cái hay gặp nhiều hơn nữa là đa u xơ thần kinh. Nó gọi là cái bệnh đa u xơ thần kinh là có những người có chi chít hàng nghìn cái, thậm chí ở mạch ở chỗ. Thì nó cũng là u lành thôi, nhưng mà nó cũng phát triển chậm, nhưng mà rồi nó theo tuổi càng lớn nó càng phát triển nhanh. Và có, tôi đã mổ cho một cái bà cách đây độ 15 năm rồi, cái bà Tít ở Hòa Bình, kéo dài biến dạng cái mặt, chảy xuống như cái vòi voi, 13 cân to đấy. Và trên mặt bà thì hàng nghìn cái u, nhưng mà chỉ lấy cái gì to nhất mà nó sâu, nó nặng nề, nó ảnh hưởng đến quá đến cuộc sống thôi, còn không thể lấy hết được. Thế ngoài ra còn những cái u biểu bì, u nang, hoặc là những cái u gai, người ta vẫn gọi là hạt cơm nó ruồi đấy. Đấy. Thì nó có rất nhiều, thì bạn nên đến bệnh viện để các thầy thuốc kiểm tra xem xác định nó là cái u gì. Nếu mà u mỡ thì lấy những cái gì lớn thì lấy, u nào lớn quá lấy nó đi, còn những cái nhỏ thì thôi kệ nó, mình không thể nhặt lỉ tỉ chỗ nào mình cũng rạch ra mình lấy hết được thì nó không cần thiết, nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ quá, nó không ảnh hưởng đến chức năng quá, không ảnh đau đâu không gì cả thì thôi kệ nó cũng được. Dạ vâng. Thế còn nếu là đau sơ thần kinh cũng vậy, hoặc là cái u gì, và phải sau đó phải xét nghiệm để xem nó là cái u gì. Dạ. Xét nghiệm trên tế bào. Vâng. Bạn ấy có hỏi là cần phải làm những thủ tục gì, có lẽ là giáo sư có thể rất chia sẻ giản. Là cứ đến bệnh viện ca này mất một độ 1-2 tiếng, mà tiền khám bệnh thì tôi không biết, nhưng mà vài chục nghìn không là vấn đề gì cả. Các thầy thuốc có thể khám bệnh ngay là u mỡ hay là u lành. Mà đến 3-4 năm rồi thì có lẽ là chúng ta cần phải đi kiểm tra ngay đúng không ạ? Xin cảm ơn giáo sư. Câu hỏi tiếp theo gửi đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm ạ. Sau khi điều trị ung thư thì nếu xét nghiệm không phát hiện tế bào ung thư, liệu tế bào ung thư quay trở lại hay không? Và tỷ lệ bệnh nhân bị lại là bao nhiêu? Câu hỏi này tôi nghĩ là có lẽ là vẫn là giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Đức ạ. Vâng. Xin nhắc lại hộ. Vâng. Nếu mà xét nghiệm sau khi phẫu thuật ạ, sau khi điều trị không thấy tế bào ung thư nữa thì liệu tế bào ung thư có cơ hội quay trở lại hay không, và tỷ lệ bệnh nhân bị lại là bao nhiêu ạ? Nếu bạn đã bị một ung thư điều trị
thường thường là nếu giai đoạn sớm điều trị phẫu thuật cắt nó đi, phải không ạ? Dạ. Sau đó kiểm tra trên cái diện cắt ấy không có tế bào ung thư, đúng không ạ? Vâng. Thế thì có khả năng bị lại không? Và thì ở đây phải nói thế này, cái bệnh ung thư ấy, nếu phát hiện được càng ở giai đoạn sớm thì cái tỷ lệ tái phát trở lại càng ít, thậm chí ít bằng zero. Nếu cái u nó còn nhỏ dưới 1 cm, thì chúng ta mổ rộng mà các tế bào ung thư này nó chưa lan đi chỗ nào khác mà ta lấy hết nó đi, cũng như là một cái cây con mà chúng ta đã đánh cả gốc, đánh bưng nó đi, thì chỗ này không thể còn cái cây nó mọc lại được nữa. Thế nhưng mà nếu mà giai đoạn muộn thì tế bào ung thư nó có một cái đặc tính là hay di căn. Cái cây ở đây như cái hạt nó đã nhảy ra đây rồi. Thế thì chúng ta chữa cái chỗ này đánh hết sạch sẽ, nhưng cái hạt 5 năm sau, 3 năm sau nó mọc lên thành cái cây con. Đấy là hiện tượng di căn đấy. Cho nên là càng sớm thì càng đảm bảo. Thế còn nếu mà càng muộn thì càng nhiều hạt gieo rắc ở chỗ khác thì cái khả năng trở lại càng nhanh và càng nhiều. Cho nên nói tỷ lệ nào ấy thì không có một cái tỷ lệ chính xác, mà tỷ lệ nó phụ thuộc vào giai đoạn khi bạn chữa là ở giai đoạn sớm hay giai đoạn muộn. Giai đoạn sớm thì gần như cái tỷ lệ bằng không, hoặc là chỉ 1-2%, có khi hàng 10-15 năm sau không bị lại. Tôi có bệnh nhân ung thư vú 40 năm sau vẫn khỏe mạnh, như vậy khỏi. Nhưng có những bệnh nhân chỉ 5-3 năm sau lại mắc lại, tái phát, có khi tái phát ở chỗ ý, do chúng ta mổ hoặc trong quá trình ấy thì chúng ta mắt thường không thể đảm bảo lấy được hết từng tế bào, nhưng mà đến một thời gian sau nó lại mọc lên. Theo lũy thừa thì khi mà nó 10 lũy thừa chín thì nó bằng 1 cm khối, thì lúc này chúng ta mới phát hiện được. Thế thì nhắc lại là đặc tính của tế bào ung thư là tái phát và di căn. Càng sớm thì chúng ta càng cơ may là chữa khỏi hoàn toàn càng cao, nhưng nếu càng muộn thì cái khả năng tái phát hoặc di căn nó cũng cao. Vì vậy mà sau khi chữa ung thư, người ta cứ khuyên người bệnh là phải định kỳ khám lại suốt đời ở cái cơ sở chữa bệnh, đến hết đời. Tại vì không thể nói được là chắc chắn là tôi không bị bao giờ bị lại nữa. Cho nên là cứ năm đầu thì 3 tháng khám một lần, năm thứ hai thì có thể 6 tháng hoặc 1 năm khám một lần. Thế sau 5 năm thì thôi thì có thể đợi 1-2 năm hạn khám một lần, để đảm bảo đến các thầy thuốc xem 5-10 phút thấy không có gì thôi yên tâm về. Nhưng mà có nhiều trường hợp là mặc dù đã chữa khỏi nhưng mà cũng cái tỷ lệ, vì chữa nó ở đã giai đoạn 2, giai đoạn 3, cái tế bào nó như là cái hạt nó bay theo gió, phấn nó bay ra chỗ khác nó đã gieo rồi và không biết, 5 năm sau nó mới mọc lên, thì chính là chúng ta lại có điều kiện phát hiện được nó, chúng ta lại điều trị ở cái cây thứ hai đi, thì chúng ta vẫn có thể kéo dài cuộc sống và vẫn đảm bảo tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn giáo sư ạ. Thế còn cái chế độ dinh dưỡng để mà chúng ta có thể duy trì được cái sức khỏe tốt nhất sau khi điều trị bệnh ung thư thì chúng ta nên chú ý những gì? Tôi nghĩ rằng sau khi điều trị ung thư thì cái chế độ ăn thứ nhất là nâng cao thể trạng, ở đây là chế độ ăn lành mạnh rồi đủ chất dinh dưỡng, để chúng ta biết rằng để bệnh nhân không suy dinh dưỡng thì cũng là đảm bảo sức khỏe và nâng cao miễn dịch, để bệnh nhân cũng không mắc các bệnh nhiễm khuẩn khác, thì tôi nghĩ rằng đấy là điều kiện cũng để giúp cho phòng chống ung thư tái phát. Thì ở đây thì tôi nghĩ rằng chế độ ăn đặc biệt chúng ta phải chú ý là giàu các chất chống oxy hóa. Như tôi nói là các cái rau củ càng có nhiều màu sắc càng tốt. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím là những thực phẩm giàu các chất chống oxy hóa, thì cũng giúp cho cái tế bào của chúng ta trẻ hóa và ít nguy cơ tế bào ung thư phát triển. Và tôi nghĩ rằng như sản phẩm ăn can thì cũng đã được kinh nghiệm, nhiều người bị ung thư đã sử dụng và cũng thấy rằng cái khả năng mà khối u nhỏ đi và không phát triển ung thư, thì cũng đã có những cái bệnh nhân cho biết. Thì tôi nghĩ rằng sau bên cạnh chế độ ăn thì chúng ta kết hợp thực phẩm bổ sung như ăn can thì tôi nghĩ rất là quý. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm. Câu hỏi của bạn Phương Chi, Hà Nội có hỏi là khi uống thuốc nội tiết điều trị ung thư được 5 năm thì có được uống những loại thuốc bổ thảo dược như là tam thất, xạ đen, tinh nghệ, bột nghệ, dầu tỏi, bạch hoa xà, bán chi liên hay không? Và loại nào thì được uống, loại nào không được uống ạ? Có đúng là uống tinh nghệ kèm rau má thì hiệu quả sẽ tăng lên nhiều lần hay không? Xin mời Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh giúp cho vị độc giả của chúng ta. Nếu bạn được chẩn đoán về một cái khối u tuyến giáp 5 năm rồi mà bây giờ bạn đang... Tức là ung thư vú, đọc lại là tức là ung thư vú hay ung thư tuyến giáp? Bạn ung thư uống thuốc nội tiết điều trị ung thư ạ? Ung thư nội tiết, ung thư vú rồi.
Thì như bạn bị một cái ung thư đã 5 năm rồi, điều trị rồi, hiện nay bạn đang còn điều chỉnh bằng nội tiết. Thì thực sự mà nói thì tất cả cái thứ thuốc, ví dụ như là thâm thất, như bạch hoa xà thiệt thảo, hay là cây xả đen, hay là nghệ, thì bạn có thể dùng để điều trị trong trường hợp này. Tuy nhiên tôi chỉ khuyên bạn một việc là cái liều là phải liều rất là thấp. Thấp là bao nhiêu? Thấp là bao nhiêu? Thì tôi nghĩ rằng là bạn nên đến thầy thuốc để mà gặp, để mà xử lý. Ví dụ, tâm thất bạn không được dùng quá 5 gram một ngày. Nếu bạn dùng quá đến 10, 15 gram, nó đẻ ra một chuyện khác. Bạn nên dùng khoảng 3 gram, không quá 5 gram một ngày. Thì có thể dùng hàng ngày được về tâm thất. Còn nếu mà dùng tâm thất liều cao, vì tâm thất nó có 3 tác dụng trong đông y. Nhóm thứ nhất là nhóm tác dụng về thuốc bổ. Nó là một thuốc bổ. Nhóm thứ hai là nhóm tác dụng hoạt huyết. Tức là uống vào thì để cho cái hoạt huyết. Nhóm thứ ba là nhóm tác dụng là để có cái việc là mà nâng cao cái miễn dịch của cơ thể. Thì tùy theo liều lượng mà anh dùng hàng ngày. Đấy, do đó là cái cũng như xả đen cũng vậy, cũng như nghệ cũng vậy. Nghệ, ví dụ như nghệ, bản chất đông y thì xếp nghệ là dòng thuốc là hoạt huyết, uống vào là làm cho lưu thông huyết là tốt lên. Đấy. Nhưng mà nếu bạn dùng thì khi giờ bạn bị như vậy thì tôi khuyên là nên đến bệnh viện y học cổ truyền để mà có một cái đơn thuốc dùng cho bạn, kết hợp nhiều vị thuốc chứ không đơn thuần dùng một vị. Để tôi lời khuyên bạn. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ. Và trước khi chúng ta đến với những câu hỏi tiếp theo của các độc giả thì xin mời các khách mời cũng như là quý vị sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Trước thực trạng các bệnh về u bướu, ung thư ngày càng tràn lan mà chưa có phương pháp chữa trị đặc hiệu, nhóm các nhà khoa học nguyên công tác tại Bệnh viện Quân y 108, Học viện Quân y, Viện Y học Cổ truyền Quân đội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội đã kế thừa và phát huy các bài thuốc cổ truyền của dân tộc, nghiên cứu và thử nghiệm từ năm 2008. Năm 2012 đã thành công cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Can. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Can được chiết xuất từ các thảo dược quý như cucumin, tinh chất nghệ vàng, pycnogenol, tinh chất thông đỏ, bioperin, tinh chất hồ tiêu, cao trà xanh, cao rau má, cao xạ đen, linh chi, cùng với các vitamin và khoáng chất khác như xylen, vitamin B1, B5, B6. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Can có công dụng giúp bảo vệ hệ miễn dịch và tuần hoàn, tăng sức đề kháng, giảm căng thẳng, giúp khử các gốc tự do, hỗ trợ giảm thiểu sinh ra các khối u do tác nhân oxy hóa, giúp bổ máu, thanh nhiệt giải độc, tốt cho gan mật dạ dày, giúp lành vết thương, hỗ trợ tiêu hóa. Trải qua hơn 5 năm có mặt trên thị trường, thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Can đã được hàng vạn khách hàng trong và ngoài nước tin dùng và rất hài lòng về kết quả mà An Can mang lại. Sản phẩm thích hợp sử dụng cho người đang hóa trị, xạ trị, người đang cần tăng cường chức năng gan mật, thanh nhiệt, giải độc, người đau dạ dày, tá tràng, người cần tăng cường miễn dịch, duy trì sức khỏe. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Can được sản xuất bởi công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Âu Cơ, địa chỉ Lô A2 CN1, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bản quyền sản xuất, công ty cổ phần Triệu Sơn, phòng 708, CT6, khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Phân phối độc quyền, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đạt Triệu Sơn 69 Phạm Tuấn Tài, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chúng tôi xin gửi đến câu hỏi của bạn Nghiêm Anh Tú ở Thái Bình. Có hỏi, gần đây tôi được nghe một số thông tin ở nước ngoài về Selen có tác dụng chữa ung thư, nhưng ở Việt Nam thì chưa nghe thấy. Xin các chuyên gia cho biết thêm là thông tin về loại cây này như thế nào, liệu có tác dụng chữa ung thư hay không? Và tác dụng thực của selen là gì? Có nên dùng nó để đề phòng hay hỗ trợ điều trị ung thư không? Xin cảm ơn ạ. Về một loại cây chắc chắn là chúng ta sẽ hỏi... Một cái vi lượng, điều tố vi lượng. Thế ạ. Chứ không phải cây. Thế ạ. Độc giả lại hỏi là cho biết về loại cây là này. Yếu tố vi lượng. Thế thì nó có từ đâu ạ? Xin các chuyên gia giải đáp ạ. Câu này thì có thể là chút nữa cho chị Lâm sẽ nói thêm. Nhưng mà về góc độ y học cổ truyền, thì chúng tôi thấy là cái selen một cái hàm lượng rất là thấp ở trong cơ thể thôi, nhưng mà nó là một khoáng chất và một cái chất mà góp phần rất là quan trọng để cấu tạo nên có cái nhiệm vụ mà vừa là chống độc cơ thể, vừa tăng cường miễn dịch và đặc biệt là góp phần làm cái ngăn cản cái rối loạn chuyển hóa ở trong cơ thể, oxy hóa khử ở trong cơ thể rất là tốt. Vì có một bằng chứng nói rằng trong một số, ví dụ như là ở Trung Quốc có một cái vùng
mà khi mà bị người dân tự nhiên người ta mắc bệnh tim và có như là bị chết sớm rất là nhiều, thậm chí cả ngàn người. Sau khi thì người ta kiểm tra ra là tất cả cái vùng nó, cái xi len nó rất là thấp trong cái khẩu phần ăn của cái nước uống đấy, cái thực phẩm của họ. Và sau đấy thì người ta đã khuyến cáo, và trong hiện nay xi len được coi như là một cái yếu tố cần thiết đối với cơ thể, và người ta phải tìm cách để mà người ta bù đủ xi len để cho cái hoạt động. Chứ không phải xe len, không phải là một vị thuốc, mà đây là một cái yếu tố vi lượng trong cả phần. Có thể là mời giáo sư Lâm nói thêm về vấn đề góc độ thực phẩm để nói về vấn đề xe len. Nhưng mà y học cổ truyền thì như vậy. Xe len thì ở đây trong dinh dưỡng thì nó gọi là một chất vi khoáng, hay chúng ta gọi là một chất vi chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần rất một lượng rất là nhỏ thôi. Nhưng mà cơ thể lại không sản xuất được, mà bắt buộc là chúng ta phải đưa từ thức ăn, nước uống vào. Thế ví dụ như nhu cầu người trưởng thành hiện nay thì chúng ta cần khoảng 30 microgram selen mỗi ngày. Thế như chúng ta thấy rằng nếu mà thiếu thì nó gây ra rối loạn chuyển hóa trong cơ thể. Thì làm cho ví dụ như là có những cái vùng thiếu selen người ta có thể chết do bệnh tim rất là nhiều. Thì sau đó thì phải bổ sung selen vào trong chế độ ăn hoặc trong thực phẩm cung cấp ở cái vùng đó. Thế thì selen ở đây thì tôi nghĩ rằng ở đây bạn độc giả có thể nhầm, tức là selen ở đây nó có tác dụng tức là chống oxy hóa tế bào rất là tốt, tức là làm cho tế bào của chúng ta chống được các cái gốc tự do mà cơ thể sản sinh ra hoặc do môi trường chúng ta hấp thụ vào hay cho cái chuyển hóa cơ thể nó sinh ra, thì làm cho tế bào đỡ bị tổn thương và chúng ta đỡ bị đột biến tế bào và ít nguy cơ gây ung thư. Cho nên là selen cũng rất cần đủ trong chế độ ăn hoặc trong các thực phẩm bổ sung, vì chính là giàu selen để giúp mà bảo vệ tế bào, chống biến đổi tế bào và chống ung thư. Chính là vậy, nó cũng có trong các cái selen, nó có trong các cái thành phần thực phẩm bổ sung mà giúp để ngăn ngừa hay là hỗ trợ điều trị ung thư là vậy. Thế thì trong thực phẩm selen thực ra thì nó cũng không, nó phụ thuộc ở trong ngũ cốc, trong trái cây, trong rau xanh quả chín, nhưng lại phụ thuộc cái vùng đất mà trồng các cái loại thực phẩm đấy. Hay là vùng đất mà nghèo quá thì rau xanh quả chín ngũ cốc cũng nghèo selen, mà những con động vật mà lại được ăn những cái, ví dụ như là gà, như lợn chẳng hạn, ăn những thực phẩm lại nghèo selen thì trong thịt cũng lại nghèo selen. Thế thì chúng ta thấy rằng nó cũng phụ thuộc cái vùng đất. Thế ngoài ra thì chúng ta phải chọn những nhất là người có tuổi chẳng hạn, chúng ta chọn những thực phẩm ví dụ như là bột ngũ cốc, như sữa là cũng có tăng cường selen trong cái sản phẩm. Hoặc là người cao tuổi nữa, nhất là chế độ ăn đơn điệu, thì chúng ta có thể sử dụng các cái viên gọi là đa vitamin khoáng chất, trong đó bao giờ cũng có cái thành phần selen. Hoặc ngay cả trong sản phẩm ăn can ở đây thì chúng tôi thấy cũng rất là giàu selen. Xin cảm ơn phó giáo sư ạ. Bạn Bích Thảo ở Thanh Hóa thì có hỏi như sau: bệnh nhân ung thư có nên uống thuốc bổ hay không? Ví dụ như là các loại vitamin, vitamin nhóm B. Tôi nghe nói có loại vitamin không nên dùng cho bệnh nhân ung thư. Vậy thì nếu bổ sung vitamin để tăng cường sức khỏe nên dùng loại nào? Có lẽ là vẫn được nhờ sự trợ giúp của phó giáo sư tiến sĩ. Vâng, tôi nghĩ rằng đối với bệnh nhân ung thư thì chúng ta thấy nhu cầu dinh dưỡng các vitamin khoáng chất thì nó cũng phải theo cái nhu cầu khuyến nghị theo từng nhóm tuổi đấy. Tức là chúng ta vẫn được phép bổ sung, nhưng mà trong cái nhu cầu khuyến nghị, chứ chúng ta không đến bổ sung cái liều quá cao thì có khi nó lại làm cho tế bào nó lại phải chống oxy hóa vì cái liều quá cao như vậy. Thì tôi nghĩ rằng bạn cũng có thể được sự tư vấn của bác sĩ, những cái sản phẩm gì lên bổ sung thì lên có được tư vấn của bác sĩ thì tốt nhất ạ. Chứ chúng ta cũng không tự động, chúng ta mua rồi điều uống bao nhiêu viên một ngày thì cũng phải có sự tư vấn của bác sĩ ạ. Vâng. Vậy thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức cho rằng là những bệnh nhân ung thư thì nên uống những cái loại thực phẩm hay là thuốc bổ thế nào ạ? Về nguyên tắc là cơ thể có thiếu cái gì, cần cái gì thì chúng ta bù cung cấp cho nó đầy đủ cái đó. Còn nếu không thiếu thì cũng không dùng thừa. Thế thì vitamin nó không phải là thuốc chữa bệnh, bách bệnh hoặc là luôn luôn cần. Nó chỉ cần một cái lượng rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày chúng ta biết. Mỗi loại vitamin thì nó có cái, mặc dù cái liều rất nhỏ thôi nhưng nó có chức năng. Vitamin A thì chủ yếu đối với hệ thống, ví dụ với mắt chẳng hạn. B là đối với nhiều các cái thuộc về thần kinh chẳng hạn.
Thế rồi C đối với da niêm mạc vững mạch máu, hay là B12 hỗ trợ cho sản xuất sinh hồng cầu vân vân, cùng với các yếu tố vi lượng như lúc nãy chúng ta nói về selen cũng vậy thôi. Nó là những cái yếu tố kích thích, gọi là những cái gọi là hay là một cái xúc tác để cho giúp cho cơ thể hài hòa hoạt động và tổng hợp, không phải thuốc chữa bệnh. Cho nên nếu chúng ta người bệnh ung thư mà ăn uống trong thức ăn có đầy đủ vitamin rồi thì không nhất thiết phải dùng thêm vitamin. Thế chỉ dùng khi thiếu thôi. Thế, trong một số trường hợp người ta có thể cho thêm lên trong ở một số tạng người thiếu thì người ta hoặc là qua xét nghiệm qua để thấy thiếu thì phải cho kích thích thêm thôi. Không nên lạm dụng vitamin cũng như là các cái kháng sinh đã không được lạm dụng. Không phải là uống lấy được. Không phải uống lấy được. Cảm ơn giáo sư ạ. Một bạn nào gửi đến câu hỏi như sau. Cháu đi khám thì kết quả chẩn đoán là bị u xơ tử cung, u nang buồng trứng hai bên. Giờ cháu phải làm thế nào để hết bệnh? Cháu không muốn dùng thuốc Tây hoặc là phẫu thuật. Vậy dùng thuốc đông y trong trường hợp này được không? Chắc chắn câu hỏi này dành cho tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh. Khi thực sự mà nói thì khi bị u xơ tử cung và u nang buồng trứng, tùy theo thì cái u nang thì bao giờ nó có giai đoạn điều trị nội khoa và giai đoạn điều trị ngoại khoa. Nghĩa là nội khoa là gì? Bảo tồn nó. Ngoại khoa thì có thể mổ để cắt nó đi. Thì nếu nó đứng ở giai đoạn mà có thể điều trị bằng nội khoa được hoặc là không làm cho nó phát triển được thì cái y học cổ truyền có thể tham gia điều trị cái giai đoạn này. Còn ngược lại, khi nó đã to ra, có bác sĩ chỉ định là phải điều trị ngoại khoa rồi, cắt bỏ nó đi rồi mà mình giữ lại mình điều trị đông y thì thực nghiệm nó là không phù hợp. Cho nên là tôi khuyên bạn nên coi như là để khám để u xơ nó giai đoạn nhỏ, ví dụ đường kính dưới 1 cm và thì có thể dùng điều trị nội khoa được. Tuy nhiên cũng phải theo dõi. Nhưng mà bạn có một cái việc là khi u nang buồng trứng, là u nang buồng trứng thì rất là phức tạp và theo dõi rất cẩn thận vì nó có thể to ra mà thậm chí u nang xoắn là phải cấp cứu đấy. Đấy, cho nên là cái giai đoạn, cho nên là những cái vấn đề là rất là chuyên môn và tôi khuyên bạn là phải có một bác sĩ theo dõi cho bạn để mà điều trị rất là bài bản. Còn ngược lại, nếu bác sĩ đó cũng có theo dõi, nếu có dùng thuốc đông y thì bạn có thể, nếu ở nhỏ bác sĩ nói chưa cần phải mổ mà cho dùng thuốc và theo dõi thì có thể dùng cho bạn. Và xin chúng cảm tôi cảm cũng có sĩ. Thể có điều trị như trường hợp BT và họ không to ra. Cảm ơn tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh. Còn bây giờ chúng ta sẽ lại cùng đến với phần công bố xem là vị độc giả nào đã giành được phần quà may mắn tiếp theo nhé. Câu hỏi thứ hai chúng tôi đã mang đến dành cho tất cả quý vị như sau. Mắc u bướu tuyến giáp thì nên kiêng những loại thực phẩm nào? Đáp án A là đậu nành và các sản phẩm làm từ đậu nành. Đáp án B là các loại rau họ cải. Đáp án C là các loại thực phẩm chế biến sẵn. Và đáp án D là tất cả phương án trên. Đáp án chính xác đó chính là phương án D, thưa quý vị. Và xin được chúc mừng Facebook có tên là Phương Thúy Nhi ạ. Bạn đã là người trả lời nhanh, chính xác nhất và đồng thời thực hiện tất cả các cái bước theo yêu cầu của chương trình, nên là bạn cũng đã giành được phần quà từ nhà tài trợ. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa đến với những nội dung cùng với các chuyên gia khách mời ngày hôm nay trong phần là trong cái nội dung là ngăn chặn, dự phòng, phát hiện sớm ung thư cùng với sự xuất hiện của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm và tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những cái lời tư vấn hết sức hữu ích dành cho các bệnh nhân ung thư của cả ba khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là những thông tin mà chương trình mang đến ngày hôm nay cũng đã góp thêm cho quý vị sự hiểu biết về căn bệnh ung thư và đặc biệt quan trọng hơn nữa đó là chúng ta cũng sẽ có những cái bước ngăn chặn đề phòng cho chính bản thân mình và những người thân yêu trong gia đình. Đến lúc này thì thời lượng chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng An Can trong suốt thời gian dành cho các bệnh nhân cũng như là những tư vấn hữu ích của nhãn hàng.